Tôi vừa nghe Radio Tâm Sự Nàng Sâu nên mong muốn trải lòng về cuộc hôn nhân 8 năm đầy dông bão của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu bố anh ta không quá ản bà. Tôi tên là Đỗ Ngọc Hồng, chồng tôi tên là Đoàn Anh Tuấn, hơn tôi 2 tuổi. Né yêu và lấy Tuấn, tôi được các chị dạy cho vài bí kíp để qua ải nàng sâu, nên tôi và mẹ chồng không quá thân thiết nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận được. Cũng có thể vì tôi đã lường trước mà đề phòng nên không sao, chứ chuyện bố chồng con sâu tôi ít nghe, chẳng ngờ tới nó lại khủng khiếp như vậy. Năm 20 tuổi, tôi còn đang học năm cuối cao đẳng sư phạm mầm non thì lấy chồng. Chẳng phải tôi muốn lấy chồng sớm mà lại lỡ dính bầu. Sau vài lần Tuấn dụ dỗ, không sao đâu, em đừng lo. Chồng tôi khi ấy đang học năm cuối trường mề, sau mấy lần thi đại học trượt. Nhà bọn tôi đều ở nông thôn và cách nhau chừng 10 km. Hai đứa lên thành phố học rồi vô tình biết nhau khi đi sinh nhật một người bạn, dần dần lại yêu nhau. Phải nói tôi không ngoan hiền nhưng cũng không đến nỗi quá đáng hay chơi bời. Thế nên tới việc vượt rào với người yêu, tôi nghĩ nó không quá nghiêm trọng. Hơn nữa lúc ấy tôi còn trẻ, chẳng suy nghĩ sâu xa mà cứ mù quáng đâm đầu vào yêu. Trước khi lỡ mang mẩu với Tuấn thì bọn tôi cũng đã quen hơi bén mùi từ lâu rồi. Thế rồi vài lần tôn trọng cảm xúc của người yêu khiến tôi mang bầu. Tôi còn nhớ hôm ấy gọi Tuấn đến phòng trọ, anh ấy còn đùa mà nóng với tôi rằng: "Này, estrogen tăng cao à?" Tôi lường Tuấn một cái rồi dúi que thử thai vào tay anh, nói: "Anh tính làm sao?" Lúc này anh lại tỏ vẻ băn khoăn: "Nhưng chúng ta còn đang đi học, sợ sinh con ra, sợ sẽ..." Tôi giận Tuấn nên quát lớn: "Hễ sao lúc ngủ với tôi anh mạnh miệt thế, bây giờ lại rũ bỏ trách nhiệm." Tuấn ấp úng: "Ý anh không phải như thế, anh không là có con sướng vậy." Tôi bực mình đuổi Tuấn ra khỏi phòng mình rồi chốt cửa lại, nhưng mắt vẫn nhìn theo anh qua khe hở. Bên ngoài anh ta đứng tần ngần một lúc rồi cũng đi. Đồng tôi nghĩ chắc dư phải thằng Sửa Khanh rồi. Cả ngày hôm ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm. Khi mà tôi đã xác định làm mẹ đơn thân thì Tuấn lại đến. Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng ăn mì tôm thì anh phi xe vào tận cửa phòng rồi xông vào hỏi tôi: "Bữa tối của em có thế thôi á?" Tôi chẳng thèm đáp mà ăn tiếp. Tuấn tiến lại rằng bát mì ra khỏi tay tôi rồi đưa cho tôi một bịch có bọc giấy bạc, nói: "Ăn gà đi, tầm bổ vào thì con mới khỏe được chứ." Tôi lạnh lùng đáp: "Mẹ con tôi không cần phiền đến anh." Tuấn vừa cười nhây nhởn vừa đáp lại: "Anh đã gọi điện báo gia đình rồi. Bố mẹ cũng nói muốn gặp em để nhanh chóng cho chúng ta kết hôn, chứ để bụng em to thì ngại với thiên hạ." Tôi im lặng không nói, lòng tự an ủi: "Thôi cũng được, coi như đời mình vẫn không đến nỗi rách nát. Chí ít thì Tuấn vẫn là thằng có trách nhiệm, không phải kẻ tệ bạc quất ngựa truy phong." Lúc ấy tôi cũng được gọi là mãn nguyện. Thế rồi tôi gọi điện nói chuyện với mẹ. Bà buồn lắm, nhưng thấy bảo nhà họ sẽ cưới nên cũng xui xui. Hói đời như kẻ rong chơi tùy hứng, hạnh phúc lúc nào hưởng lúc ấy, chứ nào biết tương lai ra làm sao. Một tuần sau đó tôi theo Tuấn về quê anh để ra mắt nhà chồng tương lai. Cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, tôi mua giỏ hoa quà theo. Khi gặp bố mẹ anh ở cửa, tôi lễ phép: "Dạ con chào hai bác ạ." Bố anh không nói gì, còn mẹ anh đáp lại cũng không đến nỗi vay khất, nhưng chẳng lấy gì làm ngọt nào. "Ai đứa vào nhà đi." Tuấn lệnh sắp dây tôi vào trong nhà. Tôi biết ý, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi thưa: "Dạ cháu có chút quà miếu hai bác ạ." Lần này mẹ anh lại im lặng, còn bố chồng tương lai lại làm cho tôi sốc. Ông lạnh nhạt đáp lại: "Mua cái gì không mua, lại mua cái hoa cái quả, chả biết có tốt lành gì không, hay toàn hàng tàu, ăn vào tổ chết sướng." Tôi cứng họng không há miệng đáp nổi, còn Tuấn thì nói với bố: "Thưa dì, bố đã làm cho cô ấy sợ rồi, bố đừng khắt khe quá." Từ lúc ấy cố lấy lại bình tĩnh nên đáp: "Dạ con xin lỗi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ." Bấy giờ mẹ chồng tương lai lại nói với tôi: "Cháu ngủ xuống nói chuyện đi, bác trai thẳng tính nên đừng sợ."
tôi liền nghe lời ngồi xuống. Ông bà cố hỏi tôi như hỏi cung, từ địa chỉ nhà cho đến hoàn cảnh gia đình, vân vân và mây mây. Sau khi nghe tôi trình bày, hai người họ không tỏ ra bất cứ phản ứng gì, nói chung là đúng kiểu lạnh như tiền. Chốt câu cuối, bố chồng tương lai phán với tôi: "Cháu ngay trước để bố mẹ thu xếp đi, tuần sau hai bác tề nói chuyện, rồi còn đến chuyện đám cưới." Tôi cúi đầu lễ phép vâng lạ. Sau đó, tôi đức họ mời cơm và xuống bếp nấu ăn với mẹ Tuấn. Được cái, mẹ tôi dạy nấu ăn từ bé nên quản ấy coi như an tâm, và có vẻ bố mẹ Tuấn khá hài lòng. Đến khi đưa tôi về, Tuấn lại nói với tôi: "Bố mẹ muốn anh nói với em, mầm non sau này sợ khó xin việc, mà cưới về em lại sinh con ngay, nên muốn em nghỉ học, ở nhà đỡ mẹ oan xuyến việc nhà. Bố hơi già trưởng, em chịu khó đi, sau này ra ở riêng." Tôi mực lắng, không thèm nóng gì, nhưng Tuấn cũng khuyên nhủ nhiều, nên tôi cũng nghe theo. Nhưng đâu ngờ đây cũng chính là khởi đầu cho sự mưu dại của mình. Tôi còn nhớ như in cái thái độ trịch thượng mấy trên của nhà trai đối với nhà tôi. Hôm đó, bố mẹ của Tuấn tới, đi cùng có ông cậu và một ông bác trưởng đoàn. Sau khi đặt giỏ quà là vài gói kẹo xuống bàn, thì ông trưởng đoàn thưa vài câu khách sáo. Đến lúc bàn chuyện kết hôn cho hai đứa, bố chồng tương lai của tôi phán rằng: "Kỳ thực, tôi cũng chưa biết Tây Hồng là người thế nào, nên chả biết cưới nó về cho con trai mình thì nó có xứng ẩn dâu không. Nhưng thôi, vì đứa bé cũng là máu mủ nhà tôi, nên tôi buộc phải chấp nhận." Cả họ nhà gái đều sững sờ. Tôi xấu hổ đến muốn khóc. Chỉ Tuấn là nắm chặt tay tôi, nháy mắt ra điều nhịn đi. Bố tôi mặt tái vì vì tức, nhưng cuối cùng cũng nói một câu để xoa dịu đại cục: "Vâng, cảm ơn ông. Thôi thì con dại tê mang, chưa biết làm sao. Nhưng một mình Tê Hồng cũng không tự có thai được. Còn tôi, tin con gái tôi, không đến nỗi là quá vụng về đâu ạ." Bố Tuấn lại chân ngang lời bố mà đáp: "Thế ấy về sau mới rõ, nhưng gia đình tôi con nể nếp gia phong. Chúng tôi cưới đứa con dâu không còn trong trắng đã là quá miễn cưỡng. Thế nên khi rước dâu về đến nhà, phải vào cửa phụ rồi đi từ bếp lên, lúc lễ tổ tiên cũng phải che mặt. Có lễ xin dâu, tôi chỉ để 1 triệu, cho nhà gái đỡ mất mặt, chứ còn có giá gì nữa." Bố tôi lần này giận dữ, mặt đỏ tí tai, đôi tay bóp đùi đến căng, sắp xách chiếc quần. Ông quay lại nhìn tôi thái độ thăm dò. Tôi lại không dám mạnh mẽ mà cúi mặt quay đi, vì Tuấn thủ thỉ vào tai tôi: "Vì con đi. Nếu là cưới được nhau thì sau này anh sẽ bảo vệ tôi." Tôi ngu quá phải không? Sáng hôm ấy tôi dứt khoát tử hôn thì gia đình tôi không bị nhục nhã, tôi không bị mũ chồng coi thường. Một tay mu không thể nào mà sửa chữa được. Trước sự nhu nhược của tôi và thái độ hết sức hết dịp của bên nhà trai, bố tôi như chết lặng. Đến mãi lúc sau mới nói: "Thưa ông, con gái từng nó dại, nhưng mà ông con nay thế thì khác nào đổ lỗi hoàn toàn cho nó." Bố Tuấn vẫn làm tăng: "Thằng Tuấn, nó là đàn ông thì không nói, quan trọng là đứa con gái không biết giữ mình." Bố tôi tạm lời, còn mẹ tôi mặt không biến sắc, chắc bà vừa giận vừa thương con gái lắm. Thế rồi ông bác đại diện cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ thế này, chú Nam hãy cứ bình tĩnh, ai cũng thương con mình thôi, con là máu là thịt. Còn ông bà bên này cũng xin hãy kiềm chế, tất cả là lo hạnh phúc cho bọn trẻ cơ mà." Rồi mẹ Tuấn tiếp lời: "Hay tôi xin phép được đỡ lời ông nhà tôi thế này, hàng xóm rồi họ cũng biết, càng bắt dâu đi cửa sau người ta càng cười. Thế thì thôi, cứ để dâu đi vào bằng cửa chính, nhưng khi làm lễ tổ tiên thì vẫn phải che mặt, coi như là biết lỗi và xấu hổ với tổ tiên. Còn lễ đen hôm đưa dâu, nếu nhà gái không phiền thì đặt thêm tiền tạo, đằng nào cũng là trả lại nhà gái, như vậy là ổn." Tất cả đều im lặng. Lúc sau chắc mẹ tôi không kìm nổi được nữa, cứ khóc sưng sức. Bố Tuấn chắc cũng không muốn làm căng thêm nên cũng đáp lại: "Ông bà thấy ý kiến của bà nhà tôi thế nào? Tôi cho rằng thế cũng được rồi." Bố tôi lại quay sang phía tôi dò ý. Được một lát vẫn thấy đứa con mưu dại không phản ứng gì thì gật đầu đồng ý với người ta. Sau đó họ thống nhất muốn cưới nhanh nên bỏ qua lễ ăn hỏi.
Đến bữa cơm, nhìn bố mẹ miệng chúc tụng nâng ly với người ta mà mặt buồn như mất hồn, tôi lại tự trách mình. Cả đời này, tôi không bao giờ trả nợ được mối nợ mày cho bố mẹ, là tôi có tội. Bên tay tôi, Tuấn vẫn nói nhỏ, chịu khó đi em, mình cưới nhau rồi thì bố thế nào kệ bố, mình ở với nhau cơ mà. Ngày cưới của tôi cũng diễn ra đầy đủ thủ tục như bao đám khác. Mọi chuyện đã bàn trước thì cứ thế diễn ra. Khi vừa dọn dẹp xong đống ngổn ngang chiến tích của đám tiệc thì tôi mệt mỏi đến bơ phờ. Vào phòng thì thấy chồng say rượu nằm nghỉ, tôi thở dài thườn thượt, định thay bộ đồ đi ngủ thì ngoài phòng khách bố chồng đưa hỏi, Tê Hồng đâu? Tôi vội vã thúc lại vẻ mặt tư tình rủ thưa, dạ con đây ạ. Nó dứt câu, tôi chạy ra đến phòng khách thì thấy bố mẹ chồng đang ngồi ở ghế. Bố chồng thấy tôi ra liền nói luôn, nhà mình lỗ 20 triệu, tính cả tiền làm tiệc với tiền sắm đồ cưới cho hai đứa. Chỉ có vàng được tặng thì đưa cho mẹ chị đi bán trả nợ. Miệng tôi há hốc, nhưng vì bố chồng nói mua đồ cho mình nên đành đưa tay lên cổ, tháo chiếc tiền vàng 5 chỉ đặt xuống bàn rồi nói, dạ mẹ bán đi trả nợ giúp con ạ. Bố mẹ vẫn không hài lòng mà nói tiếp, thế chưa đủ đâu, chỉ còn sợi dây chuyền đấy, nốt cả đó mới đủ, chỉ giữ nhẫn cưới là được rồi. Tôi bức quá nhưng vẫn kiềm chế và đáp lại ông ta, dạ sợi dây chuyền là của mẹ con tặng, con xin được giữ lại ạ. Bố chồng tỏ ý không vui, vừa định nói gì đó thì mẹ chồng mắt lại, thôi ông ạ, thế đủ rồi, thiếu chút mình xoay được, cho bạn trẻ một chút để mà còn làm vuông liêu. Bố chồng hừ một tiếng tỏ thái độ khó chịu. Mẹ chồng vụn sục tôi, con đi ngủ đi, mai sang nhà làm lễ lại mặt sướng. Tôi có cớ liền chuẩn luôn, chỉ cho họ một câu cho con lễ, vâng ạ, bố mẹ ngủ mom. Vào phòng thấy chồng vẫn ngoáy đều mà chán, tôi đã biết cứ cái đà này chắc tôi cũng chẳng dễ thở. Nửa đêm chồng mới tỉnh rượu mà thức dậy, anh hô tay sang bên tôi nói nhỏ, mình ơi, độc phòng đi vợ. Tôi nghĩ đây là đêm tân hôn nên cũng vui vẻ đồng ý. Tôi bầu cũng hơn 2 tháng nên quan hệ cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng kết quả vẫn là gần sáng mới kết thúc trước đó, còn hệ lụy là tôi ngủ dậy muộn. Mà thực ra là cũng chẳng muộn lắm, nhưng bố chồng đã lên tận phòng đập ung cửa lên, miệng hở to, mặt trời lên tới đỉnh rồi còn chưa dậy, nhà tôi không có cái thói đi đâu nhá, còn không mau chuẩn bị bữa sáng rồi về bên kia. Tôi bật dậy khỏi giường, vừa búi tóc vừa trả lời, con xin lỗi ạ, con xuống bếp luôn đây. Chồng tôi đang ngáy ngủ nên mất lòng đáp lại, bố bận cười nhỉ, hôm qua mệt, nay mà một tí con làm sao đâu. Ông ta bên ngoài chửi vọng vào, thằng ngu kia, câm miệng ngay. Tôi quay nhìn chồng ra hiệu cho Tuấn đừng cãi nữa, rồi chạy nhanh xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Đến bữa cơm, bố chồng lại giáo huấn, nhà này không có cái lệ con dâu như bà Hoàng, chị nhớ trách nhiệm dâu con là phụ dưỡng bố mẹ chồng và qua xuyến gia đình. Tôi cúi mặt lý nhí đáp vâng ạ. Ê thế mà chưa xong chuyện, ông ta còn hậm hực tôi đến tận lúc sang cả bên nhà bố mẹ đẻ tôi làm lễ lại mặt. Từ ấy tôi biết thừa, bố chồng chỉ kém đàn bà là không tô son và mặc váy. Đang lúc hai gia đình vui vẻ chuẩn bị vào mâm cơm thì bố chồng nói với mẹ đẻ tôi rằng, bà thông gia này, liệu rằng bà dễ thế Hồng đủ kép tắc nữ công chưa? Ai để con dâu vừa lười vừa vụ, sáng ra ngủ trượng sắp, lại còn xú chồng cãi bông. Mẹ tôi tím mặt, đến chồng và mẹ chồng tôi cũng sượng sùng. Tôi thì nói thật, từ đấy tự ung hận trong lòng. Bố tôi chắc cố dẫn quá nên đúng lại, có thể nó bầu nên ngắn ngủ thôi à, mà nếu nó hư thì ông bà sẽ bảo thêm, chứ giờ nó là dâu con nhà ông bà rồi. Cùng lúc ấy chồng tôi mới lên tiếng, bố con nó quá lời rồi ạ. Vừa bị thông gia phản kháng, vừa bị con trai cãi lại thì ông ta càng thêm mất mặt lắm, cứ lườm tư chằm chằm. Từ lúc đó tôi làm gì cũng không vừa mắt ông ta. Đến chiều về nhà, chồng tôi mới hỏi, cái tiền vàng mẹ tặng hôm qua đâu rồi? Anh tính hôm nay đi mua két cứ cất đi, xong lấy ra riêng thì bán đi thay tiền làm nhà. Tôi buồn bã đáp lại,
Bố nói đưa mẹ bán bùa và tiền cỗ tiền sắm sửa phòng cho mình, nên em đưa rồi. Tuấn giật mình dãy nảy. Em điên à? Tối qua em đi ngang qua phòng bố mẹ, thế họ vừa nói với nhau, mẹ là tiền cỗ vừa đủ không bị lỗ, còn sắm đồ là anh tự sắm mà. Anh vừa đi học vừa đi làm, chứ có phải thứ gì cũng ngửa tay xin bố mẹ đâu. Từ lúc ấy chẳng biết nói thế nào cả, còn Tuấn thì chạy xuống phòng bố mẹ anh ta. Phải nói bố chồng tôi thuộc lại đàn tà qua chim. Ông ta chỉ có hơn chứ chẳng chịu thua đàn bà điểm gì. Chẳng phải tôi tự nói mà chồng tôi cũng thừa biết tính khí của bố anh ta. Thế nên Tuấn mới chạy xuống đó. Tôi cũng hớt hải chạy theo. Vừa xuống dưới cửa phòng thì Tuấn đã gào lên. Vàng của bọn con, bố mẹ lấy cũng phải nói để chúng con bàn bạc chứ. Sao lại tự xưng nói vợ con đưa vàng ra, mà nói là làm cỗ bị lỗ. Bố chồng tôi từ trong phòng quát ra. Sao tao lại sinh ra cái loại ngu si, đổ vỡ lên đầu như mày? Tao mời mày ăn cho to xác, rồi mày nghe nó chỉ mắng cha mẹ mày phải không? Tôi tiến đến kéo tay chồng về phòng và nói với Tuấn. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, mình còn ở cùng thì đưa cho bố mẹ là cũng phải, để mẹ còn lo nhiều thứ. Bố chồng lúc này mở cửa phòng ra, ông chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Quần mất dây, các loại đạp lức xà. Chị xuống chồng chửi lại cha mẹ chồng, lại ra vẻ vô can. Đừng có mở diễn nữa, vẻ thưa không che được mắt thánh đâu. Tôi ức lắm nhưng mà cố nín để thanh minh. Con thề là con không dám thế đâu ạ. Cái sai lầm của tôi là chẳng hiểu khi người ta đã ghét, đã cố tình coi mình là người xấu, khi thay đổi định kiến của họ là khó hơn lên trời. Ông ta lại được thể, nề như bà cốt lên đồng, mắng từ xuống dạ. Chị ngậm miệng lại cho sang. Tôi cho phép chị bước chân vào nhà tôi là vì tôi cần đứa cháu thôi. Chứ cái loại dâu con như chị, tôi chẳng cần. Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, đã đòi làm bà tứ. Đừng có dễ, lão già này chưa chết nhá, đừng hòng. Tôi là dâu mới nên biết thân biết phận, không dám cãi nữa, còn chồng tôi thì cự lại bố đẻ. Bố quá đáng vừa thôi, bố biết mình là người đã có tuổi thì sống sao cho phải đạo đức. Bố chồng tức đến cứng họng, mẹ chồng tôi từ lúc đầu đã ngồi ở phía cuối giường, ông gối dầu dĩ, bây giờ thấy sự việc căng thẳng mê lên tiếng. Ai bố con nhịn nhau một tí được không, người nhà cả, lọt sàng xuống bia, có gì đâu mà phải tỏ tiếng. Tôi thấy vậy kéo bằng được chồng lên phòng. Bên dưới tiếng bố chồng vẫn quát tháo mắng mỏ vợ. Đem lấy kiềng vàng trả cho nó, lấy của nó một đồng, rồi nó móc họng ra một đống. Tôi đã mỹ bụng, nếu mẹ chồng có đưa trả chiếc kiềng cũng không dám nệ lại. Nhưng rốt cuộc cũng làm gì có chuyện ấy. Tôi mới bước chân về làm dâu mà gặp phải những chuyện tay ách như thế là tôi xác định sẽ khổ dài dài. Thôi thì chờ chồng ra trường, có công việc ổn định rồi tính ra ở riêng. Cũng kể từ vụ cái kiềng mà bố chồng tôi ghét tôi xa mặt, mẹ chồng thì cũng gọi là đỡ hơn. Một tuần sau mẻ cưới thì chồng tôi phải lên trường học tiếp vì không thể nghỉ quá nhiều. Còn tôi phải ở lại nhà với bố mẹ chồng. Tôi mầu, nghén, thèm đủ thứ nhưng không dám mở miệng đòi hỏi, phần vì không tự chủ kinh tế, phần vì sợ mời tôi biết bố chồng chẳng ưa tôi. Đến nỗi đi ngang qua quán ăn mà ngửi mùi cháo, lòng tôi cảm tưởng như thèm nuốt thổi cả lưỡi. Có lần mẹ chồng tôi cũng hỏi, có thèm gì không, mẹ đi chợ mua cho tôi. Tôi hí hửng đang định nói mẹ mua cho con ít lòng lợt thì bố chồng chen vào trả lời thay. Nhà này có thiếu thốn thứ gì đâu mà thèm, bà chỉ có thử giấy vẽ voi, lại chỉ đường cho hưu chạy. Tôi cũng tục tả hứng để bà hỏi nghĩ ngợi, tôi nói con không thèm gì đâu ạ. Thế nhưng chắc mẹ chồng thấy tội nghiệp nên khi đi chợ về bà vẫn mua cho tôi con cá chép cỡ ẩn 1 cân. Bà đưa cho tôi rồi bảo con làm thịt con cá này rồi nấu cháo mà ăn, bà bầu ăn cho cá chép là tốt nhất đấy. Tôi cũng vâng dạ rồi đi mổ cá. Mùi cá khiến tôi không chịu được, cứ lôn vậy mãi. Lúc ấy lại chỉ có bố chồng ở nhà, ông ta lại nhiếc tôi. Chị tưởng đàn bà trên thế gian này chắc mình chị chửa hả? Cứ làm mình làm mày, làm bộ lạc tỉ, chồng đến khó coi.
Tôi vừa lau nước mắt đang chảy giàn giụa vì nôn khan vừa đáp lại: "Con xin lỗi bố, nhưng con thề là con không cố tình. Chuyện có mỗi thế thôi mà ông ta lại được thể chu cháu. Chị nỏ mồm nóc vừa thôi, đừng tưởng cái con đứa cháu mà thái độ với tôi. Dâu còn gì mất dạy, nói một câu cãi một tô cứ chằm chẹp." Đúng lúc ấy mẹ chồng Tư về, bà nghe thấy chồng chửi tôi thì mới hỏi: "Thế lại làm sao?" Tôi mới kể rõ sự tình, cũng may bà là người hiểu chuyện nên bảo: "Vào nấu cơm đi, để mẹ mổ cá cho." Tưởng chuyện con cá thế là xong, nhưng đến bữa bố chồng vẫn còn rỉa rón. Tôi cũng mời bố mẹ chồng ăn cho có phép tắc, mẹ chồng bảo không ăn để phần tôi, bố chồng thì im lặng chẳng nói gì. Khi tôi vừa chạm môi vào thìa cháo cá thì ông ta lại thơ thần như nói một mình: "Chẳng biết có lợi ích gì không, hay lại nuôi báo cụ. Ăn cho lắm rồi đẻ ra bịt dở. Thế thả cho con cháu nó ăn, nó trong nhà, còn đẻ ra cháu con mà bán." Tôi không thể nuốt trôi miếng cháo xuống cổ. Mẹ chồng đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn bố chồng, nhưng không dám ý kiến. Thực ra lúc ấy tôi muốn đổ cả bát cháo vào mặt ông ta, thế nhưng lại sẵn lòng nén xuống. Còn lão bố chồng tôi ăn nhanh rồi phủi mông đứng dậy. Lúc đó mẹ chồng tôi mới nói được một câu động viên: "Con đừng để ý đến lời ông ý, tính ông ấy khó chịu thế đấy. Mẹ đã chịu cảnh này hơn 35 năm rồi." Tôi cúi đầu đáp lại: "Vâng, con biết rồi ạ." Thực sự là tôi nói cho bà vui thôi, chứ đầu tôi nghĩ cách cuộc sống khó thở thế này, có khi tôi chết trước ông ý. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong mệt mỏi, bị bố chồng xét nét từ đi đứng, nói cười. Không phải nói phết, chứ tôi còn không dám thở mạnh, mà tôi cũng không dám nói gì với Tuấn. Bấy giờ chồng còn đi học, anh ấy cũng chỉ là có đi lắp điện cho người ta vào thời gian nghỉ thôi. Nếu cứ để mọi chuyện ầm ĩ, giờ bố chồng đuổi thì anh ấy cũng không đèo bòng mẹ con tôi được. Nhiều lúc cũng muốn về nhà mẹ đẻ, được mẹ chăm sóc, nhưng chẳng có cớ gì để đi nên không dám hỏi. Cho đến khi khám thai được 15 tuần, hôm ấy cuối tháng Tuấn cũng về. Bỗng nhiên hôm đó, ông ta vui vẻ lắm. Cả nhà ngồi ăn sáng, bố chồng tôi nói: "Ăn nhanh lên, rồi đưa vợ mày đi siêu âm. Cứ đến phòng khám tư cho nhanh, còn chính xác hơn bệnh viện." Chồng tôi nghĩ bố chồng thương còn hí hửng đáp: "Ông biết rồi." Riêng tôi thì biết thừa, thứ ông ta cần chỉ là xem kết quả cái thai tư mang là con trai hay con gái. Tự dưng tôi lại lo sợ đến tay cầm đũa cũng run. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi lên phòng thay quần áo để đi siêu âm với chồng. Tôi liền thuận miệng mà hỏi Tuấn: "Lỡ tôi mang bầu con gái thì sao?" Chồng tôi thản nhiên đáp: "Con mình nuôi, bố có không vui cũng chả thể làm gì. Cùng lắm đẻ ba con đứa, chả nhẹ hết trứng, không có con trai. Mà nếu ba đứa con gái thì cũng thôi, yên tâm. Dù là em bầu con gái thì anh cũng không bỏ con đâu." Tôi nghe anh ấy nói như vậy cũng mắt lòng mắt dạ, đỡ lo lắng phần nào. Thế nhưng khi bác sĩ thông báo con gái nha, tôi như chết nữ phần hồn. Mộc chồng bên cạnh vẫn mặt mày hớn hở. Tôi nghe lời bác sĩ nói vào tai tôi ù đi: "Phần tôi thế nào cũng được, nhưng tôi sợ con gái của mình bị ông nội lẻ lạnh, coi thường và mắng nhiếc như mẹ nó." Lát sau thấy thái độ của tôi thì Tuấn lại hỏi: "Sao thế? Anh đã nói là gái cũng được cơ mà. Trai gái gì cũng là con mình, mà con gái có khi dễ bảo hơn đấy chứ. Nhẫn là thông minh khỏe mạnh là được. Em cứ tính dưỡng, đừng nghĩ gì cả." Tôi thực sự không thể không lo mà trả lời chồng. Nhưng bố thì không nghĩ như vậy đâu. Nếu không có thằng Bích Tôn mà lại là con hiểm đầu lòng, thì chỉ sợ ông ấy càng ghét em thêm. Rồi chồng an ủi: "Không sợ, con của mình chứ có phải con của bố đâu. Em đừng quan tâm lời nói của bố là được." Nghe Tuấn nói thế, tôi cũng gật đầu cho anh an tâm vậy thôi, chứ sao có chuyện coi như không nghe không được. Tôi vốn đã thuộc tiếp người không thể vô tâm. Cho tới khi về tới nhà, mặc dù bán ra được thái độ chẳng mấy dễ chịu của bố chồng, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngờ ông ta lại quá quắt đến thế. Khi bọn tôi vừa về đến cửa nhà thì bố chồng đã ngồi trên ghế mà đợi sẵn. Bọn tôi vừa bước một chân vào tới cửa thì ông ta đã hỏi: "Thế nào, trai hay gái?" Tôi không dám mở miệng
Còn Tuấn thì trả lời: con gái mô ạ, được cái thai nhi phát triển khỏe mạnh. Bố chồng lại phán ngay một câu: ôi dạ, lại con gái có phát triển, không mọc chim được đâu mà mừng. Người ngư ấy lại thêm mồm ăn bám, số cái láo chưa được tích sự gì. Lúc ấy tôi muốn phát điên mà ăn thua đổ với ông ta, nhưng thấy chồng bênh nên tôi lại nhịn. Tuấn đáp lại bố anh rằng: đây mới là đứa đầu lòng mà bố nói thị. Cha hay gái gì cũng là cho bố, thời đại này có con có cháu là tốt rồi. Ông nghe con trai nói thế không những không im miệng mà còn bồi thêm một câu: tao chả cần tên loại con gái, đến 10 đứa cũng chẳng cần. Nước mắt tôi lúc ấy đã ngang khuấy. Tuấn thì to tiếng với bố: bố quá đáng nó vừa thôi, không có con gái mà có đàn bà đẻ ra con cháu cho bố được à. Ông ta nghe Tuấn nói thế, biết con trai đang giận nên không nóng gì nữa. Còn Tuấn thì kéo tay tôi về phòng riêng. Tôi cũng không hiểu được nếu không có chồng thì tôi sống kiểu gì, nhưng Tuấn cũng đâu thể mãi ở nhà. Hết hai ngày cuối tuần thì chồng tôi lại lên trường. Trước khi đi anh dặn tôi: ở nhà thiết gì nhịn bố được thì nhịn, để gia đình yên ấm. Nếu mà bố quá đáng quá thì gọi cho anh về. Lắng lên, mấy tháng nữa anh học xong rồi sẽ về quê làm, dù cả tích cóp sau này sẽ ra ở riêng. Nhìn bóng chồng đi khuất mà tôi rớt nước mắt. Tôi vừa nhớ chồng lại vừa lo cho thân phận mình ở nhà. Phần bố chồng, sau khi con trai đi vắng rồi thì ông ta được thể kiếm cớ mà hành tôi, như thể bù vào những lúc con trai ở nhà. Ví dụ như tôi đang quét sân mà đằng sau con lá vừa rơi xuống, rõ ràng mắt ông ta nhìn thấy nhưng vẫn mắng tôi: chị là kiểu người gì vậy? Sao mà vô dụng đến thế? Cầm cái chổi quét sân cũng không nên hồn là sao? Tôi lúc ấy cố cãi luôn: là nó vừa dụ đê bú, con từng bố ở đó phải nhìn thấy rõ. Bố chồng chắc tiên quá lại quát mắng tôi: chị mù lo mép dãi nó vừa thôi. Tôi không hiểu người như chị mà con trai tôi lại yêu được. Đúng là nhà tư vô phúc. Tôi lúc ấy không thèm nóng gì nữa, còn ông ta vẫn ghim hận trong lòng. Tôi về làm dâu mới có vài tháng mà ông ta đã đi khắp làng trên sông dưới nó sống. Nhà có ba sảng rụ, tôi cũng bầu 5 tháng rồi, ngày ngày vẫn theo mẹ chồng ra đồng tát nước làm cỏ. Có lần mẹ chồng tư bảo: bầu mệt thì cứ nghỉ, làm được bao nhiêu thì làm. Tôi cười đáp lại bà: ô không sao, đấy là tôi nói thật, thà ra ngoài đồng làm có mệt một tí còn hơn ở nhà nhìn mặt bố chồng. Ông ta nhỏ nhen tới mức thấy vợ thương con dâu một tí cũng ghét. Khi mẹ chồng thấy tôi làm về mệt quá, bà bảo: ngồi nghỉ đi, mẹ khắp nấu cơm. Ông chồng đang ngồi kéo thuốc lào trên nhà mà tai thính tinh hồn. Ông ta phi thẳng xuống bếp quát vợ: mà không phải nương chiều nó thành hư thân. Ông mà ta đã dậy chửa con so làm cho sóng giềng, tôi lấy biếng thì còn tịt vào không đè được ấy chứ. Tôi đang mệt cũng chẳng muốn cãi mà nhấc mông đi lấy vào để vo. Mẹ chồng thì lẩm bẩm với chồng: ông quá đáng vợ thôi. Cho tới một ngày mà tôi nhớ mãi, nó hấp sâu vào tâm khảm của tôi. Hôm ấy trời cuối hè nắng lắm, nên tôi tranh thủ đi phát bữa sớm để lúc gặt cho sạch sẽ, dễ vánh lúa. Còn mẹ chồng thì đi chợ bán ít gà. Bà nói năm nay bán gà lấy tiền thuê người ta gặt cho đỡ cực, chứ chả ai gánh lúa cho. Tôi đang phát cỏ thì bà hàng xóm tên là Cần cũng ra đồng thăm ruộng. Bà ấy nói với tôi: bầu mấy tháng rồi hả chóng? Sắp được 6 tháng rồi bác ạ. Đã siêu âm lần nữa chưa? Lỡ mà lần trước bác sĩ không xem rõ thì sao? Mảnh ác ra được thằng con trai để ông Nam đỡ khó chịu. Anh Tuấn nhà cháu chẳng mức chi ở nhà, với lại cháu thấy thai vẫn khỏe mạnh nên nghĩ chả cần siêu âm nữa. Bà Cần tỏ vẻ thương cảm. Bà biết ông Nam là loại nhỏ nhân đàn bà, cái loại bố chồng mà đi nó xấu con sâu như ông ta thì không thể nào mà chấp nhận được. Bà cũng biết mày đâu phải loại lười, cũng suốt ngày đồng áng đấy chứ. Thế mà ông ta cứ đi siêu sao, con sâu nhà này vừa lười vừa vụ. Bác ăn cả ngày không rửa, nấu mửa cơm hôm sống không cháy. Bác nghe cũng ức thay cho mày. Tôi cố bình tĩnh mà đáp lại bà ấy: cháu tệ thưa bác ạ, thành kiến của bố cháu nó khó thay đổi lắm. Đến lúc sau mẹ chồng ra đồng làm cùng, bà hỏi tôi: hôm nay làm sao mà có vẻ buồn thế?
Tô Kỳ hết ra cho bà nghe. Chắc bà cũng oán Tư giận lắm nên cố thương. Đến lúc đi về nhà, vừa tới cửa, mẹ chồng tôi đã trách ông ta. Ông là loại bố chồng bị điều gì vậy? Sao mà ông cứ đi đặt điều nó xấu con sâu? Chẳng phải bênh, nhưng tôi thấy cái Hồng không tên nỗi nào. Sao mà ông nó với hàng xóm nó lười biếng vụ về? Ông thử nhìn lại xem, nó mụ mang dạ chử ra đồng làm, còn ông ở nhà thì ung dung quanh chân lê dập uống trà, ai lười hả? Tôi không ngờ mẹ chồng phản ứng như thế, nên cứ há miệng tròn mắt nhìn. Còn bố chồng mê vợ chửi cũng điên lắm, ông ta hùng hổ xông ra quát. Còn bị giả ngu ngốc, nó cho mày ăn tiêm máu gì rồi mà bênh nó à? Vừa dứt câu, ông ta sấn rổ định sang tay đánh vợ. Tôi vội vã căn ngăn nên bị ông ta xô ngã từ hiên nhà xuống sân. Bụng tôi bị đập vào cành hè đau nhói, tôi liền kêu lên. Ôi, con đau quá. Mẹ chồng tôi sợ hãi chạy lại, còn ông ta sừng sững bước vào nhà. Tôi cảm nhận phần thân dưới có gì đó ẩm ướt. Tôi đoán được chắc con tôi không ổn rồi. Khi ấy tôi sợ vô cùng. Nó là đứa con đầu tiên của tôi, là máu, là thịt của tôi. Tôi rất sợ mất con. Mẹ chồng cuống cuồng hỏi thăm. Con ơi, con thế nào rồi? Tôi cũng chỉ còn nói được thêm một câu. Con đau lắm. Mẹ chồng tôi vội vã quát chồng. Ông còn ngồi đó được à? Mau đến nhà anh trưởng gọi xe, đưa nó đi viện. Con nhanh không? Trời ơi là trời. Vậy mà ông ta vẫn đùng đỉnh tác. Từ từ, tôi thay bộ quần áo. Đã chết luôn đâu mà sợ. Tôi lúc ấy vừa căm thù, vừa uất hận, lại lo lắng nên cứ thế òa khóc. Mẹ chồng thấy vậy không ổn thì cố dìu tôi lên hè. Nhưng khổ nỗi tôi nặng hơn cả mẹ chồng thì bà dìu kiểu gì. Thế là hai mẹ con cố lê lết vào bậc thềm, cho tôi ngồi dựa vào đây. Sau đó mẹ chồng dắt xe đạp ra mà đi tới nhà người ta hỏi ô tô. Đến khi bà cùng anh lái xe về tới cổng, bố chồng tương mới dắt xe máy ra sân. Thế có ô tô đến rồi, ông ta lại dắt xe vào. Rồi anh lái xe với mẹ chồng chạy lại, dìu tôi lên ô tô, chạy mười mấy tia số để tới viện. Các bác sĩ cũng vội vã đưa tôi đi cấp cứu, nhưng qua siêu âm nhanh họ nói rằng tạt ối, bị lưu thai rồi. Tôi khóc, mẹ chồng cũng khóc. Chị bác sĩ mới động tim là đừng bi quan, còn trẻ còn sinh được. Giờ tôi phải tiêm thuốc kích thích để nảy con ra. Mẹ chồng tôi lúc ấy an ủi. Chắc nó không có duyên với nhà mình. Con à, con đừng nghĩ ngợi nhiều mà hậu sản. Để mẹ gọi thằng Tuấn về. Tôi nức mẹ không thể trả lời bà được. Trong đầu tôi, ý nghĩ căm thù ông ta mày càng lớn. Nhìn mũi tiêm tắm vào da thịt mình, tôi thầm nguyền rủa bố chồng sẽ sống dở chết dở mà đền tội cho con tôi. Đến khi người ta đẩy băng ta, đẩy tư tào phòng sinh, tôi mới thấy ớn lạnh. Người ta sinh con xong thì được ấp ôm con mình, còn tôi cũng đẻ con, cũng chịu đựng những cơn đau vật vã mà chẳng thể bên con, làm sao có thể không đau lòng. Hơn một tiếng đau đớn như chết đi sống lại, cuối cùng con tôi cũng chịu ra. Bác sĩ chắc sự tôi quá đau lòng nên định mang con tôi ra ngoài luôn, nhưng tôi vẫn cố tỉnh táo mà nói với họ, tôi muốn nhìn con tôi một chút. Thế là một chị y tá đặt thằng bé lên ngực tôi. Đúng, chính xác, nó là con trai, chứ không phải con gái như lần siêu âm trước đó. Lúc đầu, tôi cứ đinh ninh con mình là con gái, để không lật tả cuốn ra xem. Nhưng như là có một thế lực siêu nhiên nào thúc đẩy, món tay tôi vô tình hất vào chiếc tả ra, thì mới biết nó là con trai. Thằng bé sinh non nên bé như con mèo, mọi bộ phận tay chân đã đầy đủ rồi. Chỉ tiếc con tôi đẩy ra không còn sinh lực nên chẳng có một tiếng khóc. Khi ấy, các bác sĩ cũng chẳng để tôi lưu luyến thêm mà nói với chị y tá. Bé đưa bé ra cho người thân đi. Chị y tá ái ngại tiến tới bế thằng bé đi. Còn tôi vẫn ở trong phòng để họ khâu tầng sinh môn mà khóc mãi không dứt. Không được khóc, tôi mà khóc thì lại biến chứng hay trầm cảm gì thì khổ. Cố gắng tính dưỡng dù lại có con thôi. Lúc ấy cả thế giới với tôi như dừng lại. Đến khi tôi được đẩy về phòng hồi sức, nhìn thấy chồng, tôi mới như mừng tỉnh. Tôi kêu với Tuấn, mình mất con rồi anh ơi.
chồng tư cũ nghẹn ngào nhưng cũng kìm lại. Trên đôi mắt anh giọt lệ còn đọng, rồi chồng lại vỗ về tôi. Ừ, anh biết rồi. Chắc con chê anh là ông bố không tốt nên bỏ đi. Anh sẽ cố gắng, dù con mình sẽ quay lại thôi. Em đừng đau buồn quá. Mẹ chồng thì lúc này có vẻ đã bình tĩnh và dặn tôi. Mẹ đã báo cho mẹ đẻ con rồi. Bà thông gia đang trên đường tê tây. Mẹ chỉ nói với bà ấy là con không may bị ngã. Vợ chồng ở với nhau cả đời mà thông gia bất hòa thì lại thành khó xử. Con hiểu ý mẹ chứ? Tôi cũng liền đáp lại, con hiểu mà mẹ. Tôi cũng tính nếu mẹ chồng không dặn, tôi cũng sẽ sống. Con gái luôn là nỗi lo của cha mẹ. Tôi không muốn bố mẹ đẻ tôi biết mà đau lòng. Mẹ chồng còn nói thêm, thiệt thòi cho con rồi. Chỉ nghe vậy thôi, lòng tôi cũng cảm thấy bớt cay đắng. Vốn dĩ cuộc đời này lắm éo le mà tôi ở viện 10 ngày thì về. Tâm can tôi vẫn còn uất hận lắm, nhưng nỗi đau cũng nguôi đi. Chồng tôi thì giận bố lắm. Lúc tôi ở trên phòng, Tuấn nói với ông ta, bố quá đáng như thế thì ai chịu nổi. Nếu bố không làm những chuyện xấu thì không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Nó là thằng đích tôn mà bố hằng mong đấy. Giờ bố hài lòng chưa? Ông ta vẫn bình thản trả lời, tao pha thuốc độc cho nó chết thì mới là tội, chứ tao không cố ý. Nhưng sự việc cũng bắt nguồn từ bố. Bố không thấy ăn năn chút nào à? Bố chồng không tỏ ra một ý nào ăn năn hối hận mà còn mở miệng nói rất bất nhân. Chẳng phải nó còn đẻ được hay sao? Tuấn không chịu nổi nữa, to tiếng với ông ta. Bố sống như thế thì sau này đừng trách con cái bất hiếu. Chẳng ai ưa nổi bố đâu, cố chẳng ai sống nổi với bố. Bố chồng tôi thấy thái độ của con trai có vẻ căng thì lão mới ngậm miệng mà bỏ đi nơi khác. Sau đó, chồng tôi cứ 2-3 ngày lại từ thành phố cách nhà 150 cây về thăm vợ. Tôi thấy thì cũng tội nên nói với anh, còn 2 tháng nữa ra trường thì có ở trên đó không phải về. Từ nhà mẹ chồng cũng cho tôi ở cưỡng như các mẹ sinh con thông thường. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nhân nhân của bố chồng, tôi lại căm ông ta không có một chút gì hối hận vì visa tay chết của đứa cháu nội. Có hay chăng thì ông ta tiếc vì nó là con trai. Có một lần tôi lên trên phòng nghe bố chồng nói chuyện với ai đó. Ui giời, con dâu để làm gì? Vừa mất dạy hỗn láo đã đều tán. Nó cãi mình không nói, nó còn giúp con trai mình cãi mình. Lại vô số đến nỗi bao đứa con cũng không giữ được. Thế là tôi mất thằng đích tôn. Thế mà con trai vẫn đội vợ lên đầu. Chắc ông ta nghĩ tôi không có nhà nên nói ra những từ ngữ như thế. Đây đúng là giọt nước tràn ly. Tôi nhân cơ hội đòi nợ ông ta luôn một thể, đằng nào cũng mang tiếng hỗn láo mất dạy. Tôi xông từ cầu thang xuống, thấy tôi, ông ta giật mình làm rớt cả điện thoại. Tôi nói luôn, bố nói gì thế? Cháu đích tôn của bố vì sao mà không thể mở mắt nhìn thế giới này? Chắc bố phải rõ nhất chứ. Ông ta vênh mặt đáp lại, chẳng phải do chị bất cẩn hay sao? Tôi khiến chị xông vào à? Rồi lại đổ tội cho tôi như thế. Tôi nói luôn, con có đổ tội cho bố hay là sự thật thì tự bố rõ. Bố nói với người sống như thế nào cũng được, nhưng con của con, mụ nó còn chưa sanh cỏ đâu. Bố đừng để tối nó về nó than nó khóc. Ông ta cứng họng, lại lầm lì bỏ đi. Tôi quyết từ đấy không nhịn ông ta nữa, nhất định là như thế. Từ hôm ấy, bố chồng có vẻ dè chừng với tôi hơn, nhưng mặt vẫn cứ vênh vênh như tấm hỗ mong phơi nắng. Ông ta vẫn không thôi nói xấu vì tôi. Một hôm, đứa con sâu nhà hàng xóm nói với tôi, chị Hồng, bác Nam có vẻ ghét chị quá nhỉ. Ông ấy cứ xa nhà em để giấu chị suốt, mà quân đi quẩn lại chỉ có mỗi một điệp khúc, vừa lời vừa láo. Bố mẹ chồng em ban đầu cũng à dùa ác lắm luôn. Bọn họ nói chị chẳng ra cái gì, nhưng mà dần dần thì cũng nhảm tai. Thế là bố mẹ chồng em chả nói gì nữa, cứ để bác ấy khuyên thương một mình. Ấy vậy mà chẳng biết ý đâu, hôm nào cũng sang tỉ. Tôi cố hối cười nói với nó, tệ đi em, bác nói được đến bao giờ thì nói, chán khắp thôi. Nói với nó như thế, nhưng tôi xác định đấu tranh với ông ta tới cùng, chứ không có chuyện im lặng chịu nhục nữa. Đến bữa cơm trưa hôm ấy, tôi nhẹ nhàng nói với bố chồng, nếu bố cảm thấy con làm gì đấy không hài lòng thì bố cứ nói với con, nếu sai con sửa, chứ bố cứ sang hàng xóm nói xấu con
họ cười cả bố đấy. Ông ta buông bát xuống mâm rồi cao giọng quát. Chị nói thế là sao? Ý chị thế nào? Giờ chị còn dám quản cả tôi nữa phải không? Tôi lủng lỉnh đáp lại. Con chẳng dám quản mà chỉ khuyên bố thế thôi. Bố nó sống con, chưa chắc người ta chê con sống mà người ta lại cười bố y nó sống con dâu. Ông ta khua tay gạt bát cơm xuống đất vỡ tan tành, vào mặt hầm hầm đứng dậy rồi lại cái điệp khúc. Loạn, loạn hết cả rồi. Thói đời đảo ngược, con dâu còn giao huấn bố chồng. Còn tao sinh ra không mổ không biết mà rước quỷ về nhà. Đúng là vô phúc quá mà. Tôi chẳng nao núng, vẫn ung dung ngồi ăn cơm. Bây giờ mẹ chồng tôi mới lên tiếng trách. Ông ấy làm những điều không đúng đi chẳng nữa, thì con là con dâu cũng vẫn phải nhịn. Thái độ của con hôm nay là không đúng đâu. Lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ chồng mà nói. Con xin lỗi đã làm mẹ phiền lòng. Chứ con càng nhịn, bố càng qua đáng. Từ nay con sẽ không nhịn nữa. Mẹ chồng tôi chắc cũng giận nên đứng phắt dậy mà bỏ vào phòng riêng. Còn mình tôi với mâm cơm và những bát đĩa chỏng trơ. Cũng buồn chứ, nhưng tôi chấp nhận thà làm mất lòng họ còn hơn đau lòng mình. Đã tới mức này rồi, dù mình không láo cũng không ai tin mình ngoan. Đến chiều mẹ chồng tôi cũng hết giận. Nhưng khi hai mẹ con ra đồng hoài mà bà vẫn nói với tôi. Mẹ biết ông ấy quá đáng và từ chuyện thằng bé mất đi nên con cũng còn nước khúc mắc với bố chồng. Nhưng con à, phải lấy đại cục làm trọng. Con còn chồng con nữa, chả nhẽ sớm lấy chồng mà suốt ngày gây chiến với bố chồng. Như thế con sao được? Thế nên con cứ cố nhịn hết sức con ạ. Tôi lúc này đáp lại lời bà. Vâng, nhưng nếu chuyện gì bố quá đáng quá mà con không nhịn được thì mẹ thông cảm. Tại gì cũng chỉ có mức giới hạn thôi. Mẹ chồng tôi im lặng không đáp, cũng không phản đúng gì. Từ đó, những chuyện nhỏ nhặt ông ta nói thì tôi mặc kệ, coi như không thấy, không biết. Còn ông ta nói vô lý quá thì tôi cãi. Nhiều lúc thấy ông ta tức điên mà không làm gì được mình thì tôi lại hà lòng hà dạ. Ngày trước tôi không phản kháng thì hàng xóm xì xào về mình nhiều, nhưng chủ yếu cũng là từ miệng ông ta nói ra. Bây giờ tôi cãi lại mà hàng xóm cũng có nói thêm gì đâu. Vậy là tôi rút ra được một bài học, đó là đừng quan tâm miệng đời. Cơn 2 tháng sau thì chồng tôi cũng tốt nghiệp với chứng chỉ nghề biệt. Hai vợ chồng đang nghĩ xem xin việc ở đâu hoặc là mở tiệm sửa điện dân dụng ở nhà. Thì một hôm bố chồng đi đâu đó về, thái độ rất vui vẻ. Ông ta thông báo với cả nhà đã có nơi để xin việc cho thằng Tuấn rồi. Công ty sản xuất tinh bột mì đang cần cơ điện. Một tổ cơ điện có 5 người, công việc chính là trực và tuần tra điện ở công ty. Hỏng lâu sửa đó, mà chủ yếu là điện trong máy chạy dây chuyền thôi. Nghe nói thằng tổ trưởng đã nghỉ, hiện vị trí này còn đang trống. Nếu làm tốt, lại có bằng cấp, có khi làm vài tháng là leo lên lược chỗ đó. Lúc ấy, lương cũng ngấp né 10 triệu đồng đấy. Còn bây giờ mà vào làm nhân viên thì lương khoảng 5 triệu thôi. Không phải nón, bọn tôi mừng thế nào. Lúc ấy, đang nghĩ ông ta ghét tôi thế nào, nhưng trước mắt chồng tôi, chắc ông ta sẽ không làm gì quá đáng với chính con ruột của mình. Thế nhưng ông ta lại nói, muốn xin vào đó phải mất 20 triệu mới được, đưa tiền nhanh đây còn tìm. Tôi giật mình vì lo ông ta bày mưu nên mới nói, bọn con không có tiền đâu ạ. Chồng tôi lại lên tiếng, bố để bọn con xoay tiền đã. Nếu bố có thì giúp con, sau này con trả. Bố chồng dễ nảy lên đáp, tôi cũng làm gì có tiền, anh chị lớn rồi thì tự lo lấy. Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nên tôi cũng nửa tin nửa ngờ với ông ta. Đến tối, hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định liều một phen. Cuối cùng, bọn tôi đem bán sữa dây chuyền mà mẹ đẩy tôi cho hồi cưới được 12 triệu đồng. Đến trưa hôm sau, tôi đưa tiền cho ông ấy trước sự chứng kiến của mẹ chồng và chồng tôi rồi mới nói. Con mới chỉ chạy được chừng này, từ từ để bọn con tính lại. Ông ta mặt mày rất nghiêm túc, đưa tay nhận lấy số tiền rồi đếm lại. Sau đó lại mới nói, có 12 triệu thôi à? Chồng tôi mới trả lời bố, thì tạm từ ngũ cầm lấy, nó chiếc tinh để tạ cho dễ.
còn phần thiếu thì con sẽ đi vay để bù vào. Bất ngờ bố chồng lại nói, thôi không phải lo nữa, còn thiếu tao sẽ giúp để bù thêm cho đủ. Chồng tôi và mẹ chồng mừng rỡ, đến tôi cũng chẳng tin vào tai của mình. Chồng tôi cảm kích lắm, Tuấn nói với ông, con cảm ơn bố ạ. Bố chồng tôi cũng không nói thêm điều gì mà chỉ gật gù ra vẻ hài lòng. Nửa tháng sau khi làm hồ sơ thì chồng tôi được khỏi đi làm luôn. Rồi một hôm nhân cuối tuần chồng được nghỉ, bọn tôi rủ nhau về nhà ngoại thì bố đẻ tôi hỏi chồng tôi, con đã quen công việc chưa? Cố gắng con nha. Môi trường tập thể, mình phải khéo léo thì mới làm lâu dài được. Chồng tôi trố mắt hỏi, sao bố biết con đã đi làm rồi? Hôm nay công việc ổn định, bọn con mới sang đây định khoe bố mẹ. Bố đẻ của tôi cũng ngạc nhiên không kém. Ông thông ra không nói gì với hai đứa ạ. Trước ông ấy tới nhà mình, nói chuyện với bố rằng muốn xin việc cho con mà không đủ tiền và mong muốn bố giúp đỡ. Bố đưa cho ông ấy 10 triệu cơ mà. Tuấn như không thể tin mà hỏi lại, thật thế hả bố? Bố đẻ của tôi gật đầu rồi nói, ừ, bố nói là giúp nhưng mà cho hai đứa luôn đấy. Vợ chồng bọn mày yên ổn hạnh phúc là được rồi. Tôi đáp lại lời ông, không, sau này bọn con nhất định sẽ trả lại cho bố. Quả thực tôi không còn lời nào diễn tả về đội bẩn của bố chồng tôi. Nếu có phải xin sự giúp đỡ của gia đình tôi thì bọn tôi sẽ tự nói, sao ông ta đến đòi tiền mà như bắt đóng hóp số cướp công như thế. Chồng tôi nghe bố vợ nói thì chắc cũng giận lắm, nhưng sự đã rồi, Tuấn chỉ biết nói, còn cảm ơn bố đã giúp đỡ, sau này có thì bọn con sẽ trả cho bố sau. Bố đẻ tôi cũng vui vẻ lắm, ông luôn là như vậy, miễn thế con cái vui là hạnh phúc rồi. Đến lúc về, hai đứa đi trên đường, tôi mới nói với chồng, bố ân kỳ vậy, em cứ đinh ninh là ông ấy giúp đấy. Không ngờ, ông ấy chẳng mất đồng nào mà vẫn có tiếng. Cũng may chưa đưa phần tiền đó cho bố, không thì cống toi. Tôi nghĩ bụng thì chồng nó cũng đúng. May là biết chuyện này sớm, không thì mất oan một khoản tiền vì ông ta. Nhưng rồi tôi lại thấy vô lý. 20 triệu tôi đã đưa cho ông ta 12 triệu rồi. Vậy bố đưa cho ông 10 triệu thì còn dư 2 triệu, chứ không thì để ông ta nuốt trôi. Nên tôi nói với Tuấn, tính ra bố cầm dư 2 triệu đấy, tí anh về đỏ lại đi. Ai lại không giúp con tái, cứ lấy thêm như thế. Anh biết rồi, thế bố như thế, anh cũng chán lắm chứ. Chẳng hiểu sao tính khí bố lại thì cục như thế. Tôi không nói gì mà ôm chặt eo chồng. Tuấn chở tôi về nhà thì thấy ông ta đang sung mướn uống trà trên sập gỗ như mọi ngày. Thế là chồng tôi mới nói luôn, sao bố sang nhà bố vợ con lấy tiền? Bố không xấu hổ hay sao? Ông ta không một chút biểu cảm thể hiện nỗi xấu hổ mà đáp lại, nhà vợ cố phải có trách nhiệm với mày, không phải mày là con rể của ông ấy nhỉ? Vậy thì bố giúp con được cái gì? Con mới là con ruột của bố đấy. Vậy mà bố không giúp một đồng, còn làm con ê mặt. Ông ta dửng dưng mà nói, thế tao xin việc cho mày không là giúp thì là cái gì? Mày hay nhỉ? Ông ấy có của thì tao có công, mà tao nói sẽ giúp, chứ con nói sẽ bỏ tiền ra đâu. Tuấn giận quá hất hung lên, bố đừng có biện hộ. Nếu bạn con cũng không biết thì bố cướp luôn tiếng của ông ấy rồi. Vậy thì còn dư 2 triệu đâu, bố trả con đi. Chẳng ngờ ông ta mặt dày đáp lại, 2 triệu thì bỏ bèn tí gì, thừa gì mà thừa, nó chỉ đủ đổ tiền xăng xe thuốc nước của tao thôi. Mày tưởng tao đổ nước lã vào bình xăng để đi à? Chồng tôi lại to tiếng, sao bố mở miệng nói mà tiền hậu bất nhất thế, câu trước đá vào câu sau. Vừa nói tao không có tiền, tao xúc công, bây giờ lại nói tiền xăng xe. Còn nói cho bố biết, bố sống thế nào để người ta nể, chứ đến con cũng không thể phục nổi bố. 2 triệu nó không to, nhưng nó thể hiện bản chất con người. Ông ta giận tím mặt mà sưng sữ nắm đấm trước mặt chồng tôi, nhưng không dám đánh rồi quay sang phía tôi mà gào thét, tất cả là tại mày, những lời đó là mày xu non nói, mày chia rẽ tình tạc bố con tao. Tôi cũng chẳng sợ hãi mà bình tĩnh đáp lại ông ta, chồng con nói những lời đó với bố hoàn toàn là phát sinh ra từ trong lòng anh ấy, tuy nhiên con thấy chồng con nói cũng đúng lắm đấy ạ.
Bố chồng tôi nảy cỏ cưỡng lên như mẹ con bị giẫm đuôi. Ông ta hất bộ ống chén chơi sập hỗ xuống nền nhà vỡ tan tành. Chồng tôi không nói gì nữa mà kháng te tôi trở lên phòng. Bên dưới phòng khách vẫn là tiếng chửi bới Trung Hoa tục tiệu của ông ta. Xen vào đó là tiếng nấc của mẹ chồng dưới bếp thi thoảng lại cất lên. Từ hôm ấy, không khí trong gia đình thật là nặng nề khó chịu. Khuôn mặt ai cũng chất chứa nỗi niềm u uất. Dù dạo này chúng tôi lại phải làm ca đêm, mấy hôm đầu ngủ một mình cũng buồn, bởi hai vợ chồng cũng mới gần nhau thôi, nếu vẫn háo hức ý, nhưng dần dần cũng quen. Cứ sáng chồng đi về, rồi tôi mới an tâm đi làm. Chỉ buổi trưa là hai vợ chồng được ngủ với nhau thôi. Chồng tôi nói từ giờ làm hai ca, đêm mẹ luân phiên, hết lượt thì mới được làm ca ngày. Một buổi tối, tôi xách nước đi tắm. Ở quê chưa xây nhà tắm trong nhà kiên cố mà xây quê ba bức tường, ở ngoài vườn mà không có mái che. Tay cửa nhà tắm cũng bằng tấm hỗ không cài chốt. Hôm ấy trời cuối tháng, trăng bị mây che nên chỉ sáng mờ mờ. Tôi đang tắm thì nghe tiếng lá chuối bị xé rách khiến tôi sợ nổi cả da gà. Tôi vội đứng dậy không múc nước nữa mà nghe ngóng. Chờ một lúc thấy im im, tôi mới dội nước tiếp. Mà khi vừa dội được vài váo lên người thì nghe thấy tiếng cửa tành tạch. Tôi sợ hãi hét lớn, cả người tôi run lẩy bẩy, tim tôi đập thon thót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì lại có tiếng như mèo kêu. Ván là con mèo phá. Tôi lấy lại bình tĩnh mà tắm tiếp. Khi tắm xong, tôi lại nghe tiếng bước chân nhảy nhẹ. Đầy hết can đảm bật tung cánh cửa hộ ra. Trong màn đêm tối mờ mờ, có bóng người chạy nhanh rồi nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm. Tê sáng chạy cuồn cuốn rất giống với lão bố chồng. Lẽ nào ông ta đê tiện đến thế? Tôi vừa tức vừa giận mà không biết làm thế nào. Chả nhẽ vào ẩm mỹ như thế cũng không được. Chuyện làm lớn lên cũng chẳng hay ho gì mà có khi lại mang tội vu khống cho bố chồng thì còn mệt hơn. Vậy là tôi quyết định im lặng, nhưng chắc phải làm nhà tắm khác kiên cố hơn thôi. Khi vào nhà tôi hỏi mẹ chồng, bố con đi đâu rồi hả mẹ? Mọi khi bố đi chơi toàn đi xe máy mà. Mẹ chồng tôi còn ngơ ngác, vừa theo ông ấy ở Tây cơ mà. Chắc hôm nay đi chơi gần mà không nói gì. Tôi im lặng lên phòng nằm không nói gì nữa. Chờ một lúc thì ông ta mới về và còn gọi vợ rất to. Bà ơi, bà Lê gửi cho vào quả bưởi này. Mẹ chồng tôi từ trong phòng ngủ ra để lấy quà của hàng xóm rồi lại hỏi chồng. Ông vừa sang nhà ông bà Long Lê chơi đấy hả? Đi cũng không nóng, tôi cứ nghĩ ông ở nhà. Bố chồng lại cười hi hi. Tôi đang đứng hóng gió ngoài sân thì tự dưng lại có hướng đảm đạo với ông Long nên đi luôn. Tôi nghe trốn tai quá, lại bước xuống nhà rồi nói với mẹ chồng. Bưởi ngon thế ạ, con đem đi gọt vỏ ăn luôn mẹ nha. Mẹ chồng tôi vui vẻ ừ. Tôi lấy quả bưởi rồi đi qua mặt bố chồng. Ông ta thấy tôi nhìn mình thì ánh mắt cố tình hướng về hướng khác. Tôi lại phát hiện trên bả vai phải của lão có vết xách tầm bằng 5 phân, còn thêm một vết máu nhỏ đã khô thì liền hỏi. Chắc bố phải treo bưởi ạ, ngài tào xách cả áo dư kia. Ông ta chủ dạ ấp úng trả lời. Đâu có, tào ra hong gió, không may loạn quạng vào cây xương rồng ở vườn hoa, bị vai nó cào mà không biết. Mẹ chồng tôi tin lời ông ta còn xót lão. Sao ông bất cẩn thế? May mà cây sừng sổng đệ, chứ cây gai khác nó đâm cho thì thấu thịt. Tôi không nói gì nữa mà nhếch mép cười tiểu. Còn lão bố chồng cũng nhân nhân tim mặt nhìn tôi như thách thức. Lão bố chồng tôi thuộc loại quái thai không ai bằng. Nói chung là tôi khó xác định ông ta là tính cách thế nào, nên chỉ hỏi họ trong hai từ tồi tệ. Chuyện bố chồng dình tư tắm, tôi cũng khó mà mở lời được, nên âm thầm chỉ tội lão thôi. Đến tối hôm sau, tôi vẫn đi tắm bình thường như không có chuyện gì. Thế nhưng tôi thật ra là đã đặt bẫy rồi. Bẫy thật luôn, chứ không phải là làm cho ông ta bị bắt mà bẽ mặt đâu. Trước khi tôi vào nhà tắm, tôi đặt mấy cái bẫy chuột xung quanh phạm vi nhà tắm rồi. Ngày ấy, bẫy chuột bằng bẫy sắt có răng nhọn vào cái lò xo. Khi chuột thăm ăn mà cắn vào thì hàm răng sắc nhọn trên chiếc bẫy sẽ găm xuống, ăn chặt vào con mồi,
mà chẳng may mình sập phải cái bẫy đấy thì xác định một tuần đi chậm vậy. Thì ra là tôi cũng hơi ác đi nhỉ. Sau cái vụ vẻ bẫy thì tôi ung dung lắm, nhưng chưa kịp dội nước lên người thì bên ngoài đã có tiếng hét của mống chồng. Thì ra là tôi cũng hơi ác đi nhỉ. Sau cái vụ vẻ bẫy thì tôi ung dung tắm, nhưng chưa kịp dội nước lên người thì bên ngoài đã có tiếng thét của mống chồng. Ôi cha mẹ ơi, đau quá, trời ơi. Tôi mặc vội lại quần áo rồi chạy ra. Lúc ấy mẹ chồng cũng vừa kịp từ trong bếp chạy tới. Nhìn cảnh bố chồng tôi ôm chân la hét ầm ĩ, mẹ chồng tôi hỏi ông ta: ông xạo thế, mà tối rồi ra đây làm gì? Bố chồng tôi vẫn còn sức mắng vợ: hỏi cái gì mà hỏi. Mẹ chồng tôi không nói gì rồi dìu chồng vào bếp. Lúc đó tôi mới đi theo vào rồi hỏi ông ta: chân bố bị giẫm phải bẫy chuột rồi, để con gỡ ra cho. Vừa nói tôi vừa cúi xuống banh hai mép răng ra để ông ta nhấc bàn chân ra khỏi bẫy, mà lần này vốn đau như khi giẫm phải nón vậy. Thế là lão bố chồng lại thét lên như dặn để. Mẹ chồng tôi giờ mới nhìn xuống bàn chân vẫn còn xỉ mọng của chồng vì bẫy chuột khăm nên lại hỏi: sao nhà mình tự dưng lại có bẫy chuột nhỉ? Tôi bình thản đáp lại: dạo này con đi tắm đêm và nghe tiếng sột soạt như chuột chạy, rồi còn nghe cả tiếng mèo kêu meo meo nữa, nên con mới đặt bẫy, ai ngờ bố lại giẫm phải. Mẹ chồng tôi chắc cũng đoán ra được nên đưa mắt lườm chồng. Ông ta lại chống chế: tôi ra sau bếp đi tìm thêm lồng chim để mai mang sang nhà ông Hải bắt đôi chim bồ câu về hầm trong mình. Tôi làm bộ biết lỗi giải thích: dạ con nghĩ giờ đó bố không ra nữa nên mới đặt bẫy nhạ, con xin lỗi. Ông ta chẳng thèm đáp lại mà ôm chân kêu la như lợn bị tắc tiết. Đến cả mẹ chồng tôi cũng không quan tâm nữa mà bỏ vào phòng. Tôi cũng đi tắm tiếp để ông ta ở đó. Từ hôm tôi đặt bẫy chuột thì khi tắm không còn những hiện tượng kỳ bí xảy ra nữa. Còn bố chồng cũng mất một tuần mới gọi là khỏi. Chồng tôi thì vẫn tiền làm thêm. Nói thật thì lâu lâu không được gần gũi chồng thoải mái, tôi cũng khó chịu lắm. Nhân hôm đấy bố mẹ chồng về bên nhà cậu ăn dỗ, tôi được sổ lòng một buổi. Đến bữa trưa sau khi ăn là hai đứa lên phòng ngủ. Chồng tôi vừa cười nhả nhớt vừa gạ gẫm: làm tí không vợ ơi, từ giờ đến Tết có thằng cô bé đi họ hàng chơi cho vui nhỉ. Gớm, cứ làm như một phát ăn luôn ý. Tôi cũng muốn lắm dù đấy, nhưng vẫn tỏ ra thanh cao đáp lại Tuấn. Chồng tôi lao vào, cười bay hàng cúc áo, miệng hắn còn lải nhải: thử rồi biết nha. Nói dứt câu, Tuấn hôn lên môi tôi. Sau màn dạo đầu như khai vị thì bữa tiệc khoan lạp chính thức bắt đầu. Do tưởng nhà chỉ có hai vợ chồng nên bọn tôi mạnh bạo lắm. Cũng đại bọn tôi chủ quan đến cửa phòng cũng không đóng mà cứ mải mây mưa. Nói chung chẳng có gì gọi là ý tứ. Hai vợ chồng lại hôn nhau rồi mới mặc lại quần áo xuống dưới nhà. Nhưng đến cụ tổ tôi sống lại cũng chẳng thể ngờ là ông bố chồng đang ung dung ngồi uống trà trên sập gỗ. Nhìn địa bộ thư thái của ông ta cứ như là rất quan thai vì được xem bộ phim hay. Lúc đấy tôi đơ người vì sốc và xấu hổ. Còn chồng tôi thì cũng choáng không kém. Tuấn cứ lắp bắp: ờ bố, sao bố về? Con tưởng... Bố chồng không một thái độ ngượng ngùng mà quát: vô ý vô tứ. Là do đóng cửa vào, nhà này là nhà của chúng mày nhỉ? Nhà tao thì tao muốn về lúc nào thì về. Tôi nhục quá chạy thẳng lên phòng, còn Tuấn thì hỏi ông ấy: con tưởng bố đi ăn dỗ, mẹ mày quên tiền góp nên tao về lấy. Ông ấy nói thế dù lại đi luôn. Quả thực đời tôi chưa bao giờ nhục nhã đến thế. Lỗi là do tôi bất cẩn chủ quan, nhưng ai ngờ cuộc đời nó éo le tới như vậy. Sau vụ ấy tư bản với chồng: tốt nhất mình xin bố mẹ ra ở riêng bên mảnh đất bên cạnh, cố chạy lại xây cái nhà cấp 4 cũng được, thứ gì là của mình dùng thì thoải mái hơn. Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói: anh định làm vài năm tích góp chút tiền xây cái nhà đàng hoàng một chút, chưa bây giờ bỏ ra mấy mươi xây nhà cấp 4 thì cũng lo được. Vậy là bọn tôi thống nhất sẽ xin ra ở riêng. Đến tối sau khi ăn xong,
chồng tôi nói với bố mẹ: bọn con giờ cũng trưởng thành rồi, nên không muốn làm phiền bố mẹ nữa. Con tính xin bố mẹ cho con làm nhà riêng. Mẹ chồng chắc bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Mụ chồng tôi lại tỏ ý tự đắc mà nói: tùy thôi, thích thế được thế, ra ngoài bay nhảy cho thoải mái, để xem rời khỏi cái nhà này thì thế nào. Tuấn đáp lại: vâng, bọn con cũng nên tự lo. Trước mắt con chỉ định xây nhà cấp 4 nơi nhỏ thôi à, rồi sau này phân đấu. Con muốn xin bố mẹ cho dựng nhà ở mảnh đất bên cạnh đây, để hai nhà cũ tiện qua lại. Quan trọng là khi bố mẹ ốm đau, bọn con trông cũ tiện. Mẹ chồng lúc này mới nói: tùy hai đứa thôi, mẹ con muốn mình mày, cũng không muốn mày ra ở riêng, nhưng mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa, tự lập thì cũng tốt. Tôi lúc ấy vui quá cũng nói một câu: con cảm ơn bố mẹ. Sau đó tôi xin phép ăn cơm rồi đứng dậy đi lấy quần áo tắm, nhưng tai vẫn nghe tiếng bố chồng móc máy: khôn thì làm người, ngu thì làm chó, sau này nó thết bự gà thì đuổi, xua chim thì xua, muốn thế tao cho thế chứ cần gì. Tuấn chắc cũng giận lắm nhưng không lên tiếng. Tôi thì mặc kệ vì đã được mục đích rồi. Vậy nhưng ai ngờ vụ ra ở riêng vẫn chưa kết thúc. Nói thật là tôi nghĩ quá đơn giản, biết là ông ta chẳng muốn cho ra ở riêng đâu, mà chẳng qua không cấm được thôi. Thế nhưng tôi không ngờ bố chồng lại xử sự như thế. Sau khi tôi lên phòng lấy quần áo tắm thì đi tới cầu thang đã nghe tiếng bố chửi chồng, mà không hiểu tại sao ông ta thấy tôi xuống còn cố tình nói to: mày ngu như chó, đòi ở riêng để nó thành bà chú à? Con đã biết chả ai ưa nổi bố, nên đã tính từ trước rồi chứ không phải con nghe vợ. Hơn nữa, nếu chuyện xảy ra làm cho con thấy ở riêng là đúng đắn, tốt nhất đừng va chạm lại giữ hỏa khí. Bố chồng tôi lại nói lại nảy ngu còn tỏ ra hiểu biết. Bố mẹ thì chỉ có một, chưa vợ thì kiếm đâu trả ra được. Mẹ ra ở riêng đừng hòng trông gì vào nhà này nữa. Con sòi sang nghĩ biết bố vợ mày xem lao ấy cho được bao nhiêu. Con chẳng dám trông mong vào ai, nhưng tự con thấy ông ấy cho con nhiều hơn bố đấy. Bố chồng tôi như lên cơn động kinh, ông ta trợn mắt lẻ lưỡi, ú ớ: mày. Mẹ chồng tôi lại vội vàng căn ngăn hai bố con: thôi đi, chuyện nhà thì từ từ bàn bạc, sao phải đả kích nhau để gây thêm mâu thuẫn. Tôi lúc ấy định xuống để kéo chồng lên phòng thì bố chồng thấy tôi lại tức giận lồng lộn. Ông ta tung cả mâm cơm và ném mấy chiếc bát về phía tôi nhưng không trúng. Nhưng ông ta chu chéo không ngừng: loại hãm mày về đây để phá tao phải không? Để tao cứ chết mày bị yên, phải không? Để tao xem chúng mày sống thế nào. Tuấn không chịu nhịn mà hất luôn cả nồi cơm khiến nó đổ nghiêng ngả. Tôi không cãi hay nói gì để mọi chuyện ẩn ý hơn, mà chỉ kéo chồng lên phòng. Bên dưới văng vẳng tiếng bố chồng lẻ nhè vẫn không thôi chửi rủa, thỉnh thoảng đáp lại là lời cầu xin của mẹ chồng kèm theo tiếng khóc: thôi mà ông, chúng nó là con mình, hổ dữ không ăn thịt con, chúng ta không thể từ mặt con mình thì cứ ầm lên để mọi chuyện thêm căng thẳng mà làm gì. Dù bố chồng lại được thể mắng bà ấy: loạn ra đầu mà ngu muội, để con danh nứt mắt, nó đè đầu cưỡi cổ sắt mũi đưa đi, mẹ nào con nấy là một lũ ngu ngốc. Mẹ chồng tức quá liền đãi lại: thế còn ông thì sao? Ông khôn à? Hay chỉ nhất nhất cái gì cũng vơ vào mình? Ta gì tốt thì nhận, xấu thì đẩy cho vợ, con ngoan thì nhận giống mình, con phạm lỗi lại đổ tại mẹ nó. Ông sống ích kỷ nó vừa thôi, nó lớn rồi, có gia đình riêng rồi thì ở riêng cũng có gì là sai. Từ khi lớn lên nó đã tự lo, ông thử tính xem ông đã cho nó được cái gì. Cầm ngủ con mụ già, còn nói thêm câu nào nữa tao vả cho gãy răng. Mụ cũng vào hùa một ruột với thằng con đần độn của mụ mà thôi. Thấy tình hình căng, tôi ra hiệu cho chồng xuống nhà kéo nẹ ra chỗ khác. Nhưng chồng tôi xuống đến chân cầu thang thì bà cũng đã đi vào phòng riêng. Chẳng hiểu bà sợ chồng hay khinh, không thèm nói gì với lão. Chỉ biết tả đêm hôm ấy, bố chồng tôi vừa uống rượu vừa chửi rủa không chừa một ai trong nhà. Chỉ thương mẹ chồng tôi, có lẽ bà cũng khóc cả đêm. Từ hôm chiến tranh xảy ra, căn nhà lại dường như lạnh lẽo hơn. Niềm vui duy nhất là chồng tôi được chuyển làm ca ngày.
Hai vợ chồng nhiều lúc muốn thủ thỉ với nhau một chút, nhưng tình hình căng thẳng nên chẳng sáng cười. Chỉ sợ lại chọc vào máu điên của bố chồng thì lại mệt. Đã thế, mỗi bữa mời bố chồng xuống ăn cơm thì ông còn tỏ thái độ khinh khỉnh. Lão cứ như thể muốn trêu tức vợ con, có miếng gì ngon thì gấp lấy gấp để ăn bằng hết, không để vợ con mệt nào. Nhưng thôi, miếng ăn vào miệng chẳng ai dám ý kiến, chỉ ước một điều, ông ta ăn cùng cả nhà nhưng cứ que đít vào mâm, cái cảnh nó ứ gan không thể chịu nổi. Rồi cứ thế cuộc sống tiếp diễn cho tới một ngày, như là đã suy nghĩ kỹ, bố chồng tôi mở miệng nói trước. Thích làm nhà thì tự đi mà làm, ta không cho một xu, xin ai giúp được thì giúp, chứ ta không có. Còn chuyện tắc sổ đỏ sẽ chẳng bao giờ diễn ra đâu, coi như tao cho mua đất làm nhà, đất vẫn là của tao, tao chưa chết thì đừng hòng móng một phân. Tuấn đáp lại với thái độ lạnh nhạt, vâng. Lúc đầu tương me bố chồng nói thì cố tức với lại sợ, đầu tôi cũng lo, lỡ đâu ông ta để cho xây nhà xong rồi thì rửa què, không cho ở hay là đuổi đi thì phiền. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tích cực hơn, dù gì chồng cũng là con ruột của lão, bố chồng đâu thể đuổi con mình. Mà tôi là vợ Tuấn, chồng đâu vợ đấy, tôi cũng chẳng sợ. Tây nhà cấp 4 không phải quá giá trị, nên ông ta đuổi thì lại về ổ chung. Có khi tôi về ổ chung, ông ta còn ghét, không muốn nhìn mặt đi chứ. Thế là tạm thời mọi chuyện ổn thỏa, kế hoạch xây nhà đã được tiến hành ngay sau đó. Lần này bố đẻ tôi lại giúp cho 20 triệu, cũng bằng 1/4 giá trị căn nhà. Đương nhiên đây nhà chồng không cho một xu. 4 tháng sau bọn tôi chính thức được ra ở riêng. Ngày dọn sang nhà mới để ổ, mẹ đẻ tôi lại mua cho bếp ga và nồi cơm điện, còn mẹ chồng tôi mua tặng tay chào trông dính nhỏ nhỏ. Tôi biết đây là tiền bà tự mỏ ra, vì sau đó tôi còn nghe bố chồng lẩm bẩm chửi vợ. Nó nói tự lo thì bà cho làm gì, bà định chống đối tôi có phải không? Mẹ chồng tôi lại thì thầm van xin. Thôi mà ông, chẳng đáng là bao, ông đừng quá khắt khe. Bố chồng tôi nhìn bà giận dữ, nhưng ông ta cũng chẳng còn cớ gì mắng vợ nữa nên mới im miệng. Cũng may thời gian sau tôi lại có thai, chắc là hợp phong thủy với tinh thần thoải mái hơn. Này tôi khoe cái phiếu siêu âm thai 5 tuần, tôi nghĩ ông ta vì cháu chắc cũng đỡ ghét tôi hơn. Thế nhưng cũng chẳng được như vậy. Mẹ chồng tôi biết có cháu thì mừng lắm, bà dặn tôi. Ruộng cũng có ít thì từ từ làm dần, phải cố gắng mà giữ thai cho khỏe mạnh. Tôi đang vui mà nụ cười vụt tắt khi bố chồng dội gáo nước lạnh. Ông ta mở miệng ra nói lại. Đến lúc sinh ra được hẵng hay, chửa gì ta nghĩ tên mỉ, dựa vào đứa con để bắt chồng lo hết à? Tôi tức lộn mề, lại như ông ta mở miệng đã thấy thộn rồi. Tôi đúc lại luôn, con của con cũng là cháu của bố đấy. Bố nói thế là sao? Bố định rủa nó à? Một đứa mất là đủ rồi. Đứa con trai của con chắc nó hiền lành quá, chứ đáng nhẽ ra nó phải hàng đêm ở đầu giường than khóc với ông nội mới đúng. Bố chồng chỉ thẳng mắt tôi rồi quát, mày cút khỏi nhà tao, tưởng lại cấm sang đây nửa bước. Tôi chả sợ gì mà về nhà luôn. Ông ta lại làm tôi nhớ tới nỗi hận vì đứa con đầu lòng. Lại bố chồng như lão, tôi vừa khinh bỉ vừa ghê tởm. Tôi chẳng hề sợ bố chồng mà thẳng thừng tuyên chiến với ông ta, bởi thế ông ra càng điên cuồng. Cũng chẳng biết bố chồng nói gì với Tuấn mà nửa đêm nằm cạnh nhau, chồng tôi nói. Sống cùng ông ấy 20 mấy năm trời, anh thử hiểu tính khí của bố anh khó chịu thế nào. Vì thế anh thương em lắm. Nhưng ông ấy cũng là bố của anh, là người sinh ra anh. Nếu mà ông ấy nói gì không đúng, em bỏ qua được thì bỏ qua, để gia đình được hòa thuận. Nhưng bố của anh toàn nói những lời quá giới hạn chịu đựng, thì ai mà nhịn được. Có phải tôi muốn gây sự đâu. Chiều nay ông ấy còn nói tôi đẻ ra được thật hay. Vậy thì ý bố anh là gì? Có phải chủ ẻo con mình không? Có bố chồng nào, ông nội nào mà nói thế không? Tuấn thở dài thường thượt, tỏ vẻ bất lực làm tôi áy náy. Không phải tôi không biết cái thế khó xử của chồng, nhưng bố chồng đúng là chẳng thể nào mà nhịn được nữa. Lúc mới ra ở riêng, tôi cũng tính xin đi làm công nhân ở nhà máy. Chồng làm nhưng lại có bầu nên thôi. Tôi ở nhà cũng tự thấy không vất vả lắm.
Ngoài làm hơn xào sụ thì đâu lanh quanh bán hàng online, rồi mua thêm lợn, thêm gà. Cũng vì con mà tôi cùng mũ chồng lại thêm ghét nhau. Hôm ấy tôi vừa đi chợ về tới nhà thì nghe tiếng mũ chồng chửi đồng. Cha tiên nhân cái loại mắt mù, nó thả gà cho phá nát vườn sau nhà ông. Loại chó chứ không phải người, sống khốn nạn bất nhân, không từ thủ đoạn nào để trả thù người khác. Cái lệ đấy mà đẻ con ra, sau này nó cũng thành đứa bất hiếu thôi. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Tôi giật mình thon thót, đúng là ông ta mánh khóe mình rồi. Nhưng tôi nhớ gà tôi quê rào trong vườn cơ mà, hay nó sổng ra rồi sau đó vào vườn ván sau. Tôi vội vã chạy ra quê xem, thì đúng là con chó, nó đã phá một lỗ lớn, cũng bởi thế mà gà ra hết. Tôi biết lỗi cũng là do mình, nên nói vọng sang. Dạ, con chó nó phá rào nên gà chạy sang phá sau. Con xin lỗi ạ, con sẽ dồn là vì may. Miệng tôi nói nhưng chân cũng đã bước sang đến bên kia. Nhìn vườn sau mẹ chồng mới thấy cũng xót ruột thật. Tôi cũng biết ý lùi lũ gà mất dậy vì nay, nhưng bố chồng vẫn không thôi hậm hực. Ông ta chẳng để tôi lùa gà mà đứng giữa vườn chống lạnh chửi như đàn bà. Có mà mày cố tình thả gà cho nó phá sau nhà tao, lòng dạ hẹp hòi của mày tao đã biết. Mày sống thất đức như thế mà được à? Dù mày sẽ bị nghiệp quật phiêu mỏ lên. Chửi thế mà ông ta vẫn chưa thôi, nỉ một lát lấy sức rồi ông ta lại chửi tiếp. Lần này còn chửi khốn nạn hơn. Bố mẹ mày dạy mày cư xử mất dạy thế hả con xanh tia? Tôi không nhịn được nữa mà cãi lại. Bố vừa phải thôi, con đã nói con không cố tình. Bố chửi con thì được, nhưng đừng có xúc phạm tới bố con. Bố sống thế nào bố tự rõ, con không thẹn với lòng mình. Ông ta lại được thì làm ầm lên. Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao? Bố mày không biết dạy con thì tao tế sống. Mày nói mày không cố tình à? Tại sao bao nhiêu hôm bà ấy ở nhà gà không sổng mà hôm nay nó lại sổng? Bố không tin thì sang mà ngó, dao vẫn còn hở một lỗ kia kìa. Bố quá đáng nó vừa thôi, còn đã nói không cố tình rồi cơ mà. Tôi nghe thế thì ức quá chạy về, vừa cũng chẳng thì đôi co thêm. Đến lúc mẹ chồng tôi về, tôi cũng nói chuyện cho bà hiểu. Tả chồng tôi nữa, tôi cũng thì rõ ràng lầu đuôi. Đương nhiên họ không vui nhưng cũng không ý kiến gì. Mọi chuyện tưởng thế là xong thì hôm sau, bố tôi gọi điện tới. Tôi vừa bắt máy đã bị ông mắng. Con ơi là con, mày làm sâu thế nào để người ta gọi điện mắng vốn bố mày không biết dạy con? Phận làm sâu lấy hiếu thảo, nhịn nhục làm đầu. Đã về nhà người ta thì đừng mong được như nhà mình. Bố đã bao giờ dạy mày cãi lại bố chồng rồi xỉa sói móc máy chồng chưa? Tôi lập tức hiểu ra vấn đề nên trả lời bố. Bố chồng con hiểu lầm nên khúc mắc tí thôi. Bố đừng giận con tự biết phải làm thế nào, bố yên tâm. Bố để tôi lại mắng. Tệ ta là do ông ấy hiểu lầm, cũng là do mày không khéo ăn nói cư xử. Phải xem lại mình ngay, đừng để người ta đằng mồ cục mả nhà tao lên thì mày liệu hồn con ạ, tao từ mặt mày luôn. Tôi phải hứa cho ông an lòng. Vâng, con sẽ giữ ý tứ hơn, bố đừng lo. Do bố chồng con hay xét nét, với lại con bầu nên hay có, mới cãi lại ông ấy thôi. Bố tôi chốt câu, mày làm thế nào thì làm. Nói xong, ông tắt máy tết rồi. Tôi nghĩ mà ngao mán với bố chồng. Ông ta tức tôi quá, đã gọi điện để quở trách bố đẻ tôi. Cứ kiểu này chắc tôi trầm cảm mất. Mà cũng từ vụ đàn gà vào vườn sau thì tôi lại xảy ra những hiện tượng hết sức kỳ lạ. Đàn gà nhà tôi mất 10 con đang lộ đẻ trứng. Con nào con nấy béo mầm ấy, vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ mất tích không dấu vết. Rất kỳ lạ là ở chỗ gà không tiêu mà một chiếc lông cũng không rơi. Dần dần đàn gà mất nhiều tới gần một nửa thì tôi không thể để yên được nữa. Vốn tính không hay kể những chuyện nhỏ nhặt ra ngoài, mà chồng cũng đi làm suốt nên không biết nói chuyện với ai. Tôi tin là cứ âm thầm điều tra thì sẽ ra được tại sao lại mất gà. Sau ấy chồng tôi lại phải làm đêm, cũng là mấy đêm liền tôi ngủ không ngon giấc. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi tôi đã giật mình tỉnh rồi. Thế nhưng cố tình ngắm hoa, hoa không nở, vô tình trông thấy lại mùi thơm. Hôm đó là một đêm trăng rằm sáng rất rõ, tôi có thai nên cứ hay buồn đi tiểu.
Vậy là như một thói quen, tôi đi giải quyết cho thỏa lòng. Vừa bước chân ra sau nhà, tôi đã thấy rõ móng bố chồng lách hàng rào hoa sâm bụt sang nhà tôi. Nhưng ông ta lại men theo hàng rào mà vào quê gà, rồi vào chuồng vươn tay để bắt lấy một con. Ông ta cao thủ đến nỗi bẻ huệ cổ gà trong một nốt nhạc khiến nó không thể kêu, và những con còn lại bị giật mình mà nháo nhác. Thì là ông ta nhanh chóng bắt mất của tôi hai con gà với những động tác thuần thục như thế. Tôi lúc ấy cũng tính là sẽ bật điện sáng lên bất thình lình để bố chồng một phen tẽn tỏ. Nhưng tôi lại thôi vì thắc mắc, gà đã chết chắc khó mà bán. Hơn nữa giờ là đêm khuya thì ông ta có thể đem gà đi đâu. Thế là tôi không bắt quả tang ông ta nữa mà dình tiếp. Bố chồng sau khi nhanh chóng cho hai con gà và túi nhỏ rồi lẻn về, nhưng ông ta không mang gà về nhà mà lại xé hàng rào sang nhà hàng xóm vướng bên kia. Đó chính là nhà người phụ nữ tên là Xuyến. Cô này là quả phụ, chồng đã mất từ lâu và không con cái. Tôi lại rong ren theo chân bố chồng. Nghe tiếng ông ta gõ cửa ba tiếng rất dứt khoát như là ám hiệu, cô Xuyến rất nhanh sau đó ra mở cửa. Bố chồng tôi đưa cái túi ô gà bên trong cho cô Xuyến mà nói với cô ta: "Em đi mổ đi, mổ con để mai mà ăn, còn mổ con mình lục uống rượu để thuyền cho nó khí thế." Giọng cô Xuyến đáp lại rất nhỏ nhưng vẫn tiết điệu ống nghẹo thường thấy. "Nỡ mà, lúc nào cũng gà, em nghĩ quá rồi đấy. Chỉ là anh sướng thôi, vừa được ăn no, vừa được chơi bỏ cưỡi. Anh na, số hưởng quá đấy." Bố chồng tôi cười điệu dê xà, rồi vội vàng vào nhà cô ta. Sau đó cánh cửa lại đóng kín mít. Tôi lúc ấy mới quay về nhà, chuyện bây giờ mới thật là khó giải quyết. Sau vụ bắt trộm và biết được chuyện răn xíu của bố chồng, tôi cũng suy nghĩ mãi. Thật là không nói thì ấm ức, mà nói ra cũng không nên. Cuối cùng sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định để hết với chồng để anh tự giải quyết. Sáng hôm ấy Tuấn tể sướng mua cả cái chân giò lợn khá to. Anh nói với tôi: "Vợ đem hầm cháo mà ăn, chịu khó ăn uống cho con nó khỏe. Gà mất nhiều quá, khủng khéo là công toi. Bao nhiêu tiền cám bã rồi chăm nuôi, em tiếc cũng chẳng thế nào được. Cứ nghĩ ngợi lại mệt thân ra. Hay em bán hết đi cho đỡ cực." Lúc này tôi mới nói: "Trộm thường thì nó vô tất, chứ cứ bắt dần bắt mòn làm gì. Nếu là chó thì phải có dấu vết chứ. Anh thấy gà nhà mình bị mất có lạ không?" Tôi khơi gợi như thế, quả nhiên chồng mở mang đầu óc. Tuấn gật đầu lia lịa tán thành rồi hỏi lại: "Ở nhỉ, đúng là lạ thật đấy. Vậy em nghĩ xem tại sao?" Bây giờ tôi nói thẳng tuề ra với chồng: "Đêm qua em vô tình thấy bố vạch rào sang nhà mình để bắt gà. Ông ấy làm nênh gọt thuần thục lắm đấy. Con gà bị bẻ huệ cổ chết tươi mà không kịp tiêu. Mà anh biết nó anh mang gà đi đâu không?" Tuấn trúng mắt ngạc nhiên rồi lại hỏi: "Lại có chuyện đấy hay sao? Tại sao bố lại làm như thế? Mà ông ấy mang đi đâu được cơ chứ? Rốt cuộc ông ấy làm thế để được gì?" "Được lòng nhân tình chứ được gì. Dù nhân cơ hội trả thù con sâu luôn. Em không tin á, đêm đến cứ lặng lẽ rình mặt xem bố anh bắt gà nhà mình cho cô Xuyên. Hai người họ chắc đã qua lại từ lâu nên bén mùi nhau rồi. Em chỉ thương mẹ bao năm thương chồng yêu con, giờ biết chồng cặp với hàng xóm thì đau lòng lắm đấy. Bố anh đúng là chẳng ra gì." Mặt Tuấn nện ra không đáp lại rồi bỏ đi tắm. Tôi hiểu chắc chắn cố chán bố lắm, nhưng mà phận làm con không lẽ lại làm ẩm lên rồi để mình cũng mang tiếng là có ông bố già lổ đốn thì xấu hổ cứ xóm làng. Nên chuyện chồng tôi lặng thinh, tôi cũng dễ hiểu và thông cảm cho Tuấn phần nào. Thế rồi hai hôm sau, Tuấn đi làm về rồi nói với tôi: "Anh được đổ làm ca sáng rồi, nhưng em đừng nói với bất kỳ ai, cứ bình thường như những hôm anh đi làm đêm thôi." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu nhưng không nói gì cả. Mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, nói chung tôi không tham gia nữa. Tối hôm đó, chồng tôi không ngủ, cứ vật vờ trong bóng đêm như ma ấy. Tuấn cứ lặng lẽ đi ra rồi đi vào, đến gần sáng thì mới chịu lên giường ngủ. Hôm sau trước khi đi làm, chồng lại dặn: "Em gọi người bán sạch sẽ hết gà đi mà lấy để tiêu, cứ giữ tiền mua cái gì mà tẩm bổ sần.
Còn chuyện mất gà, không nóng dạ nữa, xem như không biết gì. Tư đoán rằng chồng cũng đã thấy những gì mà Tư thấy, nên cũng nghe mà đáp lại. Em biết rồi. Tư cũng nghe theo lời Tuấn, bán hết gà đi rồi dọn chuồng. Vậy là giờ chỉ còn có đôi lợn thôi. Tư tính lúc Tư gần đẻ thì bán chúng đi, lấy tiền nằm viện là vừa. Về phần bố chồng tôi, ông đúng là cái loại không biết điều. Biết Tư bán hết gà, ông ta còn hậm hực nói tôi lười thế nọ thế kia. Mẹ chồng cũng nghĩ là Tư bầu mệt mỏi không muốn nuôi. Với lại ở riêng rồi nên bà cũng chẳng ý kiến. Thế nhưng bố chồng vẫn kiếm cớ nói. Có lần sang ông ta lại than. Có phải con gà mà cũng không mơ nổi. Nhà người ta còn nuôi cả trang trại thì có làm sao. Con dâu ông Lâm nó nuôi cả 10 con lợn một lúc kia kìa. Tôi biết thừa là ông ta tức vì không thể trộm gà của tôi để mang đi hú hí được nữa. Nên nói đều. Người ta nuôi cả trang trại thì bỏ công xây rào kiên cố. Chứ còn nuôi có ít, không bão để táo nó rình. Rồi gà nó ra phá vườn, có khi mất vài con thì lộ to. Mặt ông ta đỏ như tông lục vì tức. Thế nhưng không nói được gì đành bỏ đi. Bọn tôi ra ở riêng rồi nhưng suốt mày lão xét nết như là đi bắt vịt gian. Đến nỗi bọn tôi đi chơi, bố chồng cũng nói nọ kia. Hồi ấy là rằm tháng 7, hôm trước tôi ăn rằm ở nhà bố mẹ đẻ, hôm sau lại sang bên nhà cậu tôi. Lúc về, bố chồng đã trực sẵn ở sân nhà. Vừa thấy hai đứa về là ông ta đã hỏi. Chúng mày đi đâu mà đi suốt? Hôm qua cũng đi, hôm nay cũng đi. Nhà cửa bỏ bê, chậu nóc và quân, đến cái quần lót cũng không còn nữa đâu. Vợ con đi ăn rằm. Ông ta lại nhếch mắt. Ông nào cũng ăn rằm mà, ăn gì mà ăn lắm thế, rằm gì mà lắm thế. Đã không có tiền còn vẽ vời cỗ với bạn. Tôi không nhịn nữa mà cãi luôn. Bố mẹ con họ hàng nhà con không phải bày cũ ra để bán. Đến thì được ăn, được quây quần với người thân. Bố nói như thế là ý gì? Có phải bố xúc phạm gia đình con không? Bố chồng tôi lại quát. Mồm tao, tao nói. Tao nói với con tao, chứ không thèm nói với loại mày. Mày chõ mồm vào mà làm gì? Loại mày nhá, tao khinh, tao chẳng thèm được đến. Tôi vừa bầu mệt lại vừa điên tiết, định cãi tay đôi với lão thì chồng tôi tan rồi quay lại nói với bố. Bố về nhà đi, vợ con lớn rồi mà cũng ra ở riêng rồi. Bọn con đi đâu thì tự biết thu xếp cho hợp lý, bố không cần tham gia. Ông ta lại tức tối gào lên. Tầm nói mày không nghe, nhất nhất nghe theo con vợ mày thì sau này sáng chịu. Nợ đấy mà hóng đằng ngoài nó bao bọc cho, đừng hòng hóng bỏ tao. Sau này tao sẽ bán hết đất đi rồi làm từ thiện. Lúc ấy chúng mày cuốn xéo khỏi đây. Tao có ốm liệt giường cũng không thèm nhờ tới cái loại trong má như chúng mày. Tuấn lẹ đẩy bố về rồi nói. Muốn về đi. Lúc nào bình tĩnh chúng ta nói chuyện sau. Đất của bố, bố muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng quên còn phần của mẹ con đấy. Bố chồng Tư giận sững, chửi mớ rất mang mất. Nhưng rồi chửi chán mò miệng lại về. Tôi thực không hiểu nổi ông ta được xếp vào cái hạng người gì. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho tinh này Tư mang thai được 8 tháng rưỡi. Lúc ấy, bụng Tư nặng nề lắm rồi. Mà gọi người ta mua lợn thì họ lại nói để vài hôm nữa mới bắt về thịt luôn cho tiện. Bụng to phải xách xô cán, tôi mệt rã rời. Nếu Tuấn ở nhà sẽ làm giúp vợ, nhưng chồng tôi lại phải đi làm. Lũ lợn thì háu đói quá. Mỗi con cũng trên dưới một tạ. Tôi vừa nhấc xô cám lên trên thành chuồng, chưa kịp đổ vào máng thì có con đã nhảy lên hóng mõm, phi thẳng vào bụng tôi, khiến tôi ngã ra đất. Lúc ấy, bụng tôi lên cơn đau luôn và chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi thân dưới ẩm ướt, báo hiệu đã vỡ ối. Tôi ngó lên thấy bố chồng bên rào. Không còn cách nào khác, đành phải gọi lão. Bố, bố cứu con, con sắp đẻ rồi. Ông ta cũng sang luôn, nhưng cùng tiết điệu bộ nùng đỉnh. Tôi hét lên, bố vợ sẽ luôn giúp con đi. Ông ta cũng không đỡ tôi dậy hay chạy đi luôn mà đi khỏi vợ. Trong lúc chờ mẹ chồng sang, tôi bám vào tường mà tự đứng dậy, móc điện thoại gọi cho chồng cũng chỉ kịp báo. Em đau đẻ rồi, anh về ngay đi nha. Chồng về ít nhất cũng 30 phút. Tôi lại tự mình đi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi sắp đồ để chuẩn bị tướng tiện. Lúc sau mẹ chồng tôi mới tới.
Bà bảo bố chồng ra tận ruộng để hỏi vợ về cho con dâu đi lẻ, chứ không muốn chọn vào người tôi, sợ với nước ối bẩn thỉu mà bị đen đụi. Ôi trời, đúng là nực cười. Ông ta đúng là điên. Nếu ối bà đẻ đen đến vậy thì năm xưa lão ta trong bụng mẹ sống bằng gì? Lão chẳng xứng làm ông nội con tôi. Khi tôi được đưa tới bệnh viện thì bác sĩ thông báo mổ cấp cứu, nếu không con sẽ ngạt. Tôi khóc như mưa vì sợ. Mẹ chồng tôi cũng lo lắng lắm. Mà quát tôi cốt là để trấn an, để dành sức mà đẻ. Khóc cũng có lợi ích gì đâu, muốn chết cả mẹ cả con nạ. Tôi sợ quá, cố gắng mắm môi không gào to. Lúc ấy Tuấn hớt hải chạy tới, cũng là tiệc ký giấy cho tôi vào phòng mổ. Gần một tiếng sau thì con trai tôi ra đời. Nghe tiếng thằng bé khóc, tôi mới yên tâm. Bác sĩ sau khi lo người cho con tôi xong thì bảo với y tá, bế cháu bé ra cho bố nó đi. Lần này tôi hạnh phúc lắm. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, lại vừa an tâm nên tôi chẳng có cảm giác đau. Khi về đến phòng chăm sóc sau sinh, tôi được ấp con vào lòng mà mừng rơn nước mắt. Vợ này, nhìn con mình xinh không? Anh đặt tên con là Lưu Đức Mạnh nha. Anh chỉ mong cho nó cả đời mẹ khỏe, bình an là được. Rồi mẹ chồng đưa lúc này nhẹ nhàng nó. Thôi nào, không khóc, kéo lại chồng cả đấy. Mừng quá thì phải cười, chứ chuẩn bị tinh thần đi. Đêm nay khi thuốc hết tác dụng mới thê tao. Tôi lại im lặng, không khóc nữa. Ngắm thằng bé đang được ấp trên ngực mình, nó hòn tí hon thì yêu đến lạ. Cái cảm giác ấy khó tả lắm. Thằng bé nó như bản sao của chồng tôi vậy. Nghe chị bên cạnh nó, chúng mình đứng đặt tiếp đẩy thuê. Tôi cười, càng nhìn lại càng chỉ thấy giống chồng. Đúng là chẳng có tí nào giống mình cả. Chồng tôi thì cười tít cả mắt. Vợ yên tâm, lứa sau cố kiếm có công chúa thì chắc chắn thấy giống vợ rồi. Không giống nhiều thì ít, mà chắc chắn có cái con gái chỉ giống vợ thôi. Nên vợ đừng có vội tị. Nghe Tuấn nói thế mà mấy bà trong phòng cười như mất mùa bắt được sổ khoai. Tôi thì hạnh phúc lắm. Chỉ cần có vậy thôi. Sau đó tâm mệt quá cũng ngủ thiếp đi. Đến tướng muộn mới tỉnh dậy vì cơn đau hành hạ. Lúc đấy tôi mới biết mẹ đẻ đã tới từ lúc nào. Bà hầm cả cháo thịt bò chỉ chờ tôi tỉnh là cho ăn. Mà tôi không ăn nổi, miệng chỉ vào đau quá mẹ ơi. Cứ thế cả đêm tôi không ngủ nổi. Mẹ đẻ thì luôn ở bên cạnh độc viên. Mẹ chồng thì bế thằng cu. Còn chồng thì chạy lăng xăng lúc nọ lúc kia. Tôi thì mỗi việc đau và tiêu. Cơ mà không sợ bằng chiều hôm sau tôi phải đi bộ cho thông hơi, tránh dính ruột. Phải nói là chết đi sống lại, vừa đi vừa khóc, không kinh khủng nào bằng. Chồng tôi thấy thế còn bảo mình đẻ một đứa thơ vợ nha. Từ lúc ấy lại chả có tâm trạng nào đáp lời hắn. Được cái thằng cu nhà tôi nó ngoan, chỉ ngủ thôi. Khi đó dậy mới o ẹ đòi ăn. Mẹ đẻ tôi bảo giống y như con mẹ mày ngày trước. Nhỏ thì ngoan lắm, mà lớn thì mịt như xanh nị. Rồi thì đau đớn cũng qua. Ở viện 10 hôm thì tôi được về nhà. Đây mới là lỗ khó chịu nhất. Bố chồng tôi có cháu trai thì hay sang nhà hơn. Cứ có ai tới thăm là ông ấy lại khoe. Đấy, khuôn nhà tôi chuẩn nên lúc nó ra phải thế. Nghe ông ta bao hoa mà tôi phát ghét. Ông ta cưng nựng thằng bé như là tất cả công lập của ông ấy. Có khách thì bố chồng niềm nở với cả tôi như là quý mến lắm ấy. Nhưng khi không có người, lão mới trở về trạng thái tự nhiên không giả tạo. Mà bố chồng còn thêm cái tính xấu là ăn uống rất vô duyên. Tôi ở cữ ăn chế độ khác, nên gần tư bữa lại vác bát sang xin thức ăn. Chồng tôi thì bận đi làm, thường nấu các món khá nhiều để trong tủ lạnh. Đến bữa tôi hâm lại rồi ăn. Còn bố chồng hàng ngày thường sang nhà, rồi bảo tao trả việc đi chợ, có thức ăn cho xin ít. Đương nhiên là tôi chẳng thể từ chối, chả nhẽ lại hẹp hòi miếng ăn. Nhưng tỉ ra thì cũng hơi khó chịu thật. Có lần mẹ đẻ tôi gửi cho cân thịt mông lợn ngon, chồng tôi sang mẹ để đó, bố chồng sang xúc luôn một nửa. Phải nói thêm là từ khi tôi về làm dâu, đã thấy bố chồng chỉ ở nhà rồi, ngày ngày xung bưởi uống trà hoặc đi bàn chuyện phiếm. Nhưng từ mày tôi ra ở riêng thì ông ta phải làm thêm một việc là nấu cơm. Mà cứ sang nhà tôi xin thức ăn là bớt được kha khá tiền đi chợ rồi.
Nói chung, những chuyện nhỏ nhặt không nói thì ấm ức, mà nói thì mang tiếng quá đáng hẹp hòi. Chồng tôi chắc cũng biết, nhưng làm sao mà dám mở miệng nói, đâm ra tiền ăn của tôi đội lên quá nhiều. Chưa hết một tháng nằm cữỡng mà hết gần 2 triệu đồng. Khốn nỗi, tôi lại không có nhiều sữa nên thằng bé chẳng được mập mạp. Hôm hai vợ chồng đang nói chuyện thì ông ta lại sang nhà, nghe được rồi lẩm bẩm chửi tôi. Ăn trò lắm mà lú mề lú não, chóng tao nó có được hưởng tí nào đâu. Tôi giận quá, nghiến răng cố kiềm chế, chứ không thì phát ấy chắc tôi xông lại và cho lão dụ răng rồi. Chồng tôi thấy thế mới nói, bố không nói được lời nào tốt đẹp thì im đi, chứ cứ nói là muốn sắp xỉu người ta. Vợ con muốn thiếu sữa à? Thằng bé nó không được mập mạp thì ai muốn thế, nó khỏe mạnh là tốt rồi. Ông ta đáp lại với thái độ khinh thường. Ui giời, bây giờ ăn toàn cao lương mỹ vị rồi than không có sữa để mua sữa ngoài mà dự sáng. Ngày xưa ăn khoai ăn sắn vẫn còn trọt bọ, bây giờ phạt dương hóa hoát rồi. Tôi lúc này mới nói lại, cũng tùy người bố ạ, như là có người mở miệng ra hay nói là lời hay, có người đắc vàng vào lưỡi nghe vẫn chói tai, chẳng phải ai cũng giống ai. Bố chồng lại quát, còn kia mày xỏ xiên gì tao thế hả, đồ hỗn láo mất dạy. Khi ấy thằng cô đang nằm trong nôi giật mình khóc. Tôi lại dỗ con để tiện ông ta chửi chán rồi tì. Cũng may trời thương nên con tôi khỏe mạnh. Cho tinh mày con tôi đầy tháng, vợ chồng tôi không dư giả kinh tế nên chỉ làm vài mâm cơm thắp hương tổ tiên với cả mười họ hàng ngưỡng ngoại người thân. Mọi người ăn cỗ xong cũng mừng quà với tiền cho con tôi hết. Khi ông ta giành bế thằng bé thì tôi tranh thủ đi vệ sinh. Lúc này tôi nhìn rõ ràng con mê thím đằng chồng với một người chị họ gửi phong bì cho bố chồng tôi. Lúc tôi vào, ông ta cũng không đưa luôn. Tôi thì giả vờ như không biết để xem bố chồng thế nào. Đến khi mọi người về hết, ông ta cũng chẳng đả động gì. Tôi chờ khi chồng vào phòng rồi mới nói, anh xem hỏi bố, những ai gửi phong bì mừng con thì đưa lại đây. Mắt em nhìn rõ thím Thủy, thím Hương với chị Linh đưa phong bì cho bố đấy. Tôi nói thẳng với chồng rồi vội chạy ra hỏi bố, bố ơi, mấy người đưa phong bì gửi cho bố cầm hộ đâu, đưa con, để con còn trả tiền mua thức ăn làm cỗ. Ông ta lúc đầu còn cố cãi, ai, làm gì có. Có thím Thủy, thím Hương với chị Linh đấy, con thấy họ đưa cho bố cơ mà. Bố chồng tôi biết thế không thể chối cãi, mới gãi đầu cáp, à, ủa thôi chết, chắc tao uống rượu nhiều, đu lẫn rồi, chả nhớ gì cả. Ông ta lúc này mới bóc phong bì đưa cho con trai, từng máu ra mà phát ghét. Có ông nội nào tồi tệ như lão bố chồng tôi không cơ chứ. Bố chồng tôi mày càng khó chịu với kiểu cư xử kỳ lạ và quái dị. Trong đầu ông ta cũng không biết là có những cái suy nghĩ gì. Tôi đã xác định trước sẽ đấu tranh lại với ông ta. Và lại cũng sống chung với lũ đã quen dần nên thấy bình thường. Ông ta vốn khinh ghét tôi nhưng mà tôi chả quan tâm nữa. Hàng ngày hai mẹ con vẫn ở nhà chung nhau, đến bữa thì nấu cơm ăn vậy thôi. Nói chung là rất an nhiên tự tại. Con tôi khi ấy cũng được 8 tháng rồi, trộm vía thằng bé không mập mạp nhưng được cái chắc da chắc thịt. Lúc ấy con tôi tập bò nên tôi không thể rời mắt khỏi nó. Chưa mấy lần nó ngã từ chân giường xuống đất, tôi xót lắm. Chồng tôi cũng sợ con gặp nguy hiểm nên ngoài lúc đi làm xa thì ở nhà, Tuấn sẽ giúp tôi làm một số công việc để trông con. Sáng hôm ấy khi chồng tôi vừa làm ca đêm về, đã thấy cầm dao ra vườn. Anh không nghỉ ngơi còn cầm dao đi đâu đấy. Anh tìm bớt hàng rào xâm gụt đi. Dạo này chúng nó đua ra mọc sập lắm rồi. Nhìn hàng rào thì đúng là đã tốt quá mức rồi. Nhưng nhánh cây cao lên tới hơn 2 mét. Trên cành những bông hoa đỏ như đèn lồng treo cao, trông là thích mắt. Thế nhưng những cành dưới thấp đúng là đã lấn chiếm diện tích quá nhiều nên gây vướng víu. Việc cắt tỉa bớt chúng cũng là hợp lý. Nhưng tôi nghĩ thương chồng lại vội tan, ôi anh đi làm về mệt thì nghỉ đi, lúc nào rảnh thì tỉa sau, không thì khi con ngủ em sẽ tỉa sau. Tuấn lại cứng khăng khăng, anh làm một lúc là xong rồi anh nghỉ sau, em không phải lo, bế con vào đi, không lỡ bụi vào người cả hai mẹ con. Còn nữa, anh được nghỉ một ngày để truyền ca cơ mà.
Tôi không nói được chồng thì bế con vào nhà xu ngủ. Tuấn tỉa hàng rào được một lúc thì bố chồng tôi sang. Ông ta hầm hầm thể hiện thái độ khó chịu và đằng đằng sát khí. Biết bố chồng sẽ sang sinh chuyện, tôi bế con vào phòng ngủ lánh đi, nhưng mà vẫn không yên với ông ta. Cũng chẳng biết ông ta xót con thật hay chỉ vin vào để mắng nhức tôi. Giời ơi là giời, mày ngu nó vừa phải thôi. Đã đi làm kiếm tiền thì cứ làm việc của mình, tội gì phải động vào những việc này. Người khác chết rồi, không còn ai ở nhà này hay sao? Nghe ông ta mắc mỉ, tôi cay lắm, nhưng để xem chồng phản ứng thế nào. Đúng như tôi dự đoán, Tuấn dừng tay không tỉa tên nữa mà đáp lại bố. Bố đừng có nói giọng đó được không? Bố cứ như thế lại về mâu thuẫn, rồi bố lại làm ẩm lên. Con làm những việc này cũng có làm sao? Con là trụ cột gia đình, cha nhẽ việc này không nên làm. Trong khi vợ thì con nhỏ, bố phải hiểu chứ. Bố chồng tôi không những không im miệng mà còn thể hiện thái độ gay gắt hơn. Ông ta quay mặt vào trong nhà chửi đồng, cũng cốt là để tôi nghe thấy. Thế thằng bé không bao giờ ngủ à? Mày chỉ giỏi bênh cái loại ấy nên nó mới được nước lạp tứ. Hay mày gọi thợ về làm cho nó cái tủ tính? Không thì tốt nhất đi, bắc thang cho nó lên bàn thờ, ngồi cùng tổ tiên, để ta bái lệ luôn một thể. Tôi không nhịn được nữa, đặt con xuống giường rồi ra cãi lại ông ta. Con nói không phải làm, nhưng con trai bố vẫn quyết mang dao ra tỉa hàng rào. Nếu chồng con hôm nay không làm thì con sẽ làm sau. Con bố giản rồi, ăn nó cho có chừng có mực. Bố đừng để đánh mất sự tôn trọng của con dành cho ông nội của con trai con. Ông ta nhảy dựng lên như bị lên cơn động kinh, tay vung vẩy rồi vỗ vào đùi đèn đét, miệng quát lớn. Còn mất dạy, tao không thể chịu nổi mày rồi nha. Cút, cút khỏi đất của tao, rồi đi chỗ nào thì đi. Lúc tao già, tao không cần tên loại mày hầu tao đâu. Bố mẹ mày dạy mày hỗn láo với bố chồng thế hả? Đã vậy thì từ nay, tao cửa cái mặt mày. Tao không có loại con dâu như mày. Có con dâu nào vừa lười vừa láo, rồi cãi bố chồng như trắng trả thế không hả? Tuấn lại sợ chuyện thêm căng thẳng, vội can ngăn. Thôi, bố về nhà đi. Chuyện chẳng có gì mà cũng cứ làm ầm cả lên là sao? Bố đừng xét nét quá. Thế nhưng sau đó chồng còn trợn mắt quát tôi. Cổ nữa, im cái mồm đi. Bố chồng nói một tôm, con dâu cũng cãi một tôm, cho mọi việc thêm căng thẳng là sao? Bố chồng tôi nghe con trai mắng vợ thì hài lòng lắm, mới cắp nít ra về. Còn tôi thì ống ức mà cãi lại chồng. Thế em bắt anh đi tỉa hàng rào à? Nói anh nghỉ thì sao anh không nghe? Em đã linh cảm có chuyện rồi mà. Thế là tại anh hay tại em? Tuấn cũng đang bực mình, giơ tay dạ đánh tôi. Hắn trợn mắt nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng nổi từng cơ thịt. Cô im mồm ngay, nói thêm câu nữa tự vả vinh mặt lên bây giờ. Và đàn bà gì không biết nhịn, cô nhịn một tí thì chết à? Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng giận chồng quá, vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi ôm con khóc. Sau vụ đó tôi chiến chân lạnh với chồng 3 ngày, nhưng sau chắc chồng bực quá cứ tìm cách chọc cho tôi nói. Mấy hôm liền nằm cạnh nhau, hắn cứ đưa tay sang phía tôi gạ gẫm đòi hôn, nhưng mà tôi hất tay ra. Có lần không chịu nổi, Tuấn xông tới đè lên người tôi định mon men đòi hỏi. Tôi đập thẳng một cái vào bụng khiến cho hắn bị ngã ngửa ra sau mà đập đầu vào tường. Tôi lúc ấy sự chuẩn bị làm sao mới hốt hoảng hỏi: anh bị đau lắm không? Tuấn vừa ôm đầu suýt xoa vừa cười rồi nói: anh tưởng em muốn anh chết. Tôi biết mình bị hớ nên bội im. Chồng tôi lại ôm tôi rồi dỗ dành: thôi mà, đừng giận nữa. Anh mắng em để bố không mắng nữa. Với lại mồm mép em cũng đáng để quá đấy. Tôi nghĩ lại thì chồng cũng nói đúng, nên cứ để hắn ôm. Thế là được thì hắn làm tướng đẩy tôi ra. Sau đêm ấy thì hết giận. Từ hôm bố chồng thấy con trai mắng vợ thì vui vẻ hẳn. Ông ta ít soi mói hơn, thi thoảng lại nhìn tôi nhếch mép cười đều, như là muốn nói: mày thấy chưa, con trai tao không bênh mày nữa đâu. Rồi tới một ngày trước bụng chồng tôi và cô hàng xóm tư tình mèo mả gà đồng cũng bị mẹ chồng tư phát hiện. Thực ra là chuyện tôi cũng không mong muốn, nhưng cũng đáng đời ông ta, bởi bi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Đêm ấy hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng xa xa vọng lại, tiếng mẹ chồng tư chửi:
Cha tiên nhân cái lão nạt kia, tôi đi làm bục mặt để lão ở nhà chơi cho dài ạ. Lão sướng không biết đường mà hưởng, còn giờ trứng rừng mỡ hả? Tôi nghe thấy vậy thì nín thần lại. Khi chắc chắn mọi chuyện mới vỗ người chồng gọi. Anh dậy mây chạy sang xem thế nào. Hình như mẹ phát hiện bố và bà Xuyến qua lại rồi đấy. Bà đang la hét kia kìa. Tấn ngoái mồ rồi gắt lên, nhưng mà hắn không thể để yên được, nên cũng bật dậy xuống giường, dò xét sang bên hàng rào giáp danh nhà hàng xóm. Tớ ngó thấy thằng cu ngủ say nên cũng lẩn thẩn theo chồng để xem sự tình thế nào. Sang nhà bố chồng rồi mới đến nhà cô Xuyến, nên tớ đứng bên rào này ngó sang. Ở trong nhà, bà Xuyến nấp sau bố chồng tôi nhưng ánh mắt đầy khiêu khích. Còn lão bố chồng tôi nói với vợ: bà về đi, có chuyện gì chúng ta nói chuyện. Làm ở Mỹ ở đây, hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Mà họ không chỉ cười tôi đâu, họ cười cả bà đấy. Lão bật lên giọng thách thức tôi à. Đến giây phút này tôi không cần sĩ diện nữa nhá. Kêu lại vô liêm sỉ các người, còn dám bạch rào sang hú hí với nhau thì giữa thiên hạ biết hay sao. Tôi nhịn quá lâu rồi đây, hôm nay tôi quyết cho lão một trận. Mẹ chồng tôi gào lên. Bố chồng tôi lúc này chỉ có chiếc quần đùi chạy ra để vợ rồi quát lại: ở mụ già kia, biết điều thì câm mồm cút về nhà, không thì đừng có trách tao. Bố chồng tôi đúng là hết thuốc, bị vợ bắt quả tang lén lút với hàng xóm vẫn không biết hối cải mà còn ăn nói mang ngược. Mẹ chồng tôi ức quá hống phùng lên và với luôn biết chùi ở ngoài hiên này nhân tình của chồng mà phan ông ta, nên bà thét lớn: lão khốn nạn, nó vừa chứ, đã ngoại tình còn dám đối xử với tôi như thế à? Nhưng bà chỉ mới chạm được cán chồi vào mề chồng thì ông ta đã né được mà lại đẩy vợ ngã xuống. Đã thế còn định buông tay đánh vợ. Chồng tôi lúc này không nhịn được nữa, nhảy qua hàng rào giữ chặt tay bố rồi quát ông ta: bố làm cái gì đây? Bố không biết sai mà còn định đánh mẹ sao? Bố già rồi mà không nên nết thì ai phục bố? Ông ta sau giây phút giật mình thì vênh mặt lên trời: á à, chúng mày làm phản rồi đấy hả? Một lũ chúng này tìm cách bắt nạt tao, hỏng chiếm đất, chiếm nhà của tao. Mẹ chồng tôi thấy con trai tình mình thì như hổ mọc thêm cánh. Bà chỉ thẳng mặt chồng dù nói: tự nói cho lão nghe, nhà của mình lão à? Dễ thử không có công sức của tôi chắc. Bao năm nay, lão ý có nhà có đất bố mẹ lão để lại mặc sức hành hạ, bắt tớ cùng phụ lão. Giờ thì còn lâu nha, ly hôn đi. Lão không giữ chọn được mảnh đất đâu, rồi tự làm lấy mà ăn. Bố chồng tôi vẫn thản nhiên đáp: còn mụ già háng sợ kia, tao lại sợ mụ quá cơ đấy. Cút đi, để xem mẹ con chúng mày mà không có đất của tao thì có chỗ chu ra chu vào không. Tấn lại nói với bố hắn: bố à, con dù có xúc cầm cầu vẫn lo được cho mẹ cả vợ con có cái ăn. Còn bố nhìn lại tư cách làm chồng, làm cha của mình xem có xứng không. À, thằng nhãi con, mày đừng có liên giọng giữa khôn bố mày. Lúc đấy, hàng xóm cũng dần dần kéo đến khá đông. Còn cô Xuyến cũng đã kịp thay bộ lụa ngủ mỏng tang nở hở ngực sang bộ hoa hòe hoa sói thường này của mấy bà ở quê. Rồi cô ta mới lấy tư cách là chủ nhà mà đuổi: mấy người cuốc về nhà mà cãi nhau nha. Đây là nhà tôi, các người đến đây để uy hiếp hay cướp giật gì tôi? Muốn tôi báo công an hả? Mẹ chồng tôi lại nghiến máu: á hả, con nghĩ kia, bà không xé mày là may rồi nha, còn giữ cái giọng mất dạy với bà. Mẹ chồng tôi định xông vào nhà thật, còn cô ta tuy mạnh miệng nhưng cũng sợ đằng ghen mà vội vàng đóng cửa lại. Tôi lúc này mới bước qua rào sang đó nói với mẹ chồng: thôi, mẹ về đi, kệ cô ta, coi như phinh. Sau đó tôi và chồng kéo bà về, còn bố chồng chỉ thẳng mặt từng người đến xem bắt ghen rồi đuổi họ cút đi. Ông ta thì vẫn từng bồ chào đón mình, còn trơ mặt gọi cô ta: em à, chúng nó về hết rồi, em mở cửa cho anh vào đi, anh sẽ ở luôn bên này với em. Tôi ở bên nhà bố mẹ chồng còn nghe cô ta nói với bố chồng rằng: ông cút về với vợ con ông đi, tôi phiền lắm rồi đấy, mệt mỏi với ông quá rồi. Thế là bố chồng tiêu miều một lúc sau cũng mò về. Hai vợ chồng tôi và mẹ chồng đang ngồi chờ sẵn ở ghế. Thấy chồng về,
Mẹ chồng tôi chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi làm vẻ giận dữ. Ông ta định lặng lẽ rút vào nhà như chưa có chuyện gì thì chồng tôi lên tiếng hỏi. Bây giờ bố tính thế nào? Bố chồng tôi lại làm thêm mặt ngây thơ vô số tuổi. Ông ta bình thản đáp. Thế nào là thế nào? Chồng tôi đưa mắt nhìn bố với ánh mắt hết sức láng sợ. Tuấn to tiếng mà nói với ông ta. Bố thấy cách mà bà ta đối xử với bố chưa? Chỉ có mẹ con Tào Tần sống hung vì bố. Chỉ có mẹ con mới thương bố hết lòng. Còn tình nhân của bố có thèm giữ bố không? Trong mắt bà ta, bố không hề có giá trị nào ngoài vật chất. Bấy giờ, bố chồng tôi nhìn chồng tôi có chút dè chừng. Ông ta thừa biết khi Tuấn đã nổi điên lên thì sức của ba kẻ như ông ta cũng chẳng đấu lại được độ đang sung sức của con trai. Nên lại làm dạng bộ thảo mai. Tao biết rồi, tao hiểu rồi, đã vừa lòng mẹ con mày chưa? Tuấn lại ngước nhìn mẹ. Bố chồng tôi biết ý, vội vã chạy lại ôm chân vợ cầu xin. Mình à, tôi biết lỗi rồi, bà tha thứ cho tôi. Mẹ chồng của tôi vẫn còn hậm hực và đứng lên bỏ luôn vào phòng không thèm nói gì với ông ta. Cũng ngay lập tức, bố chồng tôi vội chạy theo vợ vào phòng. Tuấn nhìn cảnh ấy cũng ngao ngán thở dài, dù không nói không rằng mà kéo tôi về nhà. Từ vụ bắt hen ấy, cả làng gỗ rông sao mà đàm tiếng gia đình tôi nhiều lắm. Họ hở đâu mai đó, kẻ cười người chê, người mỉa mai bố chồng tôi không nên thân và cô xuyến kia quá đi thoát. Nói chung, mấy bà nhiều chuyện sành háng thì khỏi phải nói. Chuyện ấy có khác nào miếng thịt thối ném vào ổ rồi đâu. Ví mẹ chồng tôi thì vẫn giận chồng, còn bố chồng tôi thì ra sức lấy lòng vợ. Ông ta làm những việc chưa từng làm như cuốc đất trồng rau hay thậm chí là ra đồng giúp vợ. Bởi thế dần dần mẹ chồng tôi cũ siêu lòng. Bà đối với chồng không được cưng chiều như trước nhưng cũng vẫn là yêu thương đặc biệt. Tệ ấy cũng chẳng chắc được vì họ ở với nhau cũng được 35 năm trời chứ ít. Đối với mẹ chồng tôi vẫn nặng tình nặng nghĩa lắm. Phần bố chồng tôi thì ông tỏ ra biết điều hơn. Ngay cả với tôi thì ông ta cũng không còn tâm sức đâu để mà gây khó dễ. Đơn giản thì tôi nghĩ bố chồng như con thú mới bị thương. Đương nhiên là ông ta phải tỏ ra ngoan ngoãn vì biết mình yếu thế. Nhưng tôi chắc chắn là bản chất của ông ta sẽ khó mà thay đổi. Có lẽ những chuyện này chẳng thể diễn ra lâu. Tự đoán cũng khó sai lắm. Rồi một thời gian sau, mẹ hôm ấy tôi đang cho con tập đi ở ngoài sân thì nghe có người đàn ông chắc tầm 30 hỏi cửa bên nhà bố mẹ chồng rất lớn. Ông Nam ơi! Tôi vội thưa xúc. Dạ, bố tôi đi vắng. Anh tìm bố tôi có chuyện gì để tôi báo lại. Cô báo lại xúc rằng chiều tôi sẽ chở gạch tát và xi măng đến. Cô nói ông ở nhà Nhật giúp tôi. Tôi thắc mắc hỏi lại. Ô, nhà bố chồng tôi định xây cái gì mà tôi không biết nhỉ? Thế cô về mà hỏi ông Nam. Nhà tôi kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông ấy gọi tôi mang đến một bàn gạch, 5 tạ xi măng với 3 khối cát. Tôi chỉ biết mang tới thôi. Nói xong, anh ta quay xe luôn. Khi mẹ chồng tôi đi làm về thì tôi cũng sang báo lại. Đến bà cũng ngạc nhiên không kém và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Khi thấy chồng về thì bà liền hỏi. Ông gọi người ta chở vật liệu xây dựng đến để làm gì? Sao tôi không biết gì cả? Bố chồng tôi cười hề hề rồi lại nói. Đúng là thời đại tân tiến, vừa gọi mà nó đã tới nhà mình rồi à? Mẹ chồng tôi lại hỏi. Ông định làm gì thế hả? Sao không bàn với tôi? Bây giờ ông ta mới phân trần. Chẳng phải bà trách tôi không biết tính toán và chăm lo cho gia đình mày hay sao? Nên lần này tôi mới tự quyết. Chả nhẽ nhà mình vẫn để hàng rào xâm bụt thế hay sao? Thời đại này người ta xây tường gạch hết rồi. Nhưng tiền đâu ra mà xây? Đã tiền vật liệu rồi còn gọi thợ nữa. Bố chồng tôi lại rót mật vào tai vợ. Tiền bao nhiêu tiệp cũng hết, nhưng bờ rào thì được lâu dài. Hơn nữa lại tránh trộm cắp nữa. Hay mình bán tinh nhẫn vàng đi, chắc là sẽ vừa đủ. Mẹ chồng tôi chắc cũng không muốn chồng tư tưởng đến cô hàng xóm nên có vẻ xuôi tai. Nhưng riêng tôi có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Chuyện bố chồng muốn xây bờ rào và những khúc mắc trong lòng, tôi liền nói với chồng. Hôm đó chờ chồng đi làm về, tôi mới kể chuyện. Này, bố vừa gọi người ta mang vật liệu xây dựng đến, em thấy chuyện này thế nào ấy?
Riêng em cảm thấy có gì đó rất là uẩn khúc, hình như bố có tính toán khác. Uẩn khúc là thế nào? Có phải em suy nghĩ quá nhiều rồi không? Anh thấy xây tường rào là hoàn toàn hợp lý, anh cũng muốn xây từ lâu rồi. Vấn đề không phải thép bờ rào, mà em đang nói thái độ của bố. Tại sao bao lâu nay không muốn xây rào, đến bây giờ lại tự ý xây mà còn không bàn bạc gì với mẹ? Anh thấy có vấn đề không? Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi không nói gì với tôi mà xa nhà bố mẹ luôn. Về nhà, tôi nên dạo cuộc nói chuyện giữa chồng và bố mẹ chồng. Sao tự nhiên bố lại muốn xây rào cho tôn kém, mà bố cũng không nói với con một tiếng để con biết. Hay, nhà tao xây rào mà còn phải xin thép mày hay sao? Hay là mày là bố tao à? Hơn nữa, xây rào cho đàng hoàng, quy củ, chứ đâu có sai. Rồi chồng tôi thanh minh, ý con không phải là bắt bố trình bày gì, mà muốn gia đình mình có gì thì cùng trao đổi. Nếu bố nói trước, con cũng tích góp đưa cho bố mẹ thêm một chút, gọi là đóng góp. Sau đó là lời mẹ chồng tôi nói. Lần này mẹ thấy bố anh tính cũng phải đấy, còn tiền thì không phải lo, mẹ con đủ rồi. Tuấn chẳng còn lý do gì phản đối nên đáp lại. Vâng, kể ra xây được thì cũng phải thôi, nhưng theo con xây từ hướng nam trước cho tiện bố nhỉ. Cũng ngay lập tức bố chồng tôi phản đối. Xây từ hướng bắc bên phía nhà mày trước đi, bắt đầu lần lượt từ đầu đến cuối, cũng chỉ mấy ngày là xong thôi mà, đằng nào chả xây hết có gì đâu. Mẹ chồng tôi có vẻ hậm hực nhưng không làm gì được, cứ hử hử mãi. Thế rồi bà cũng nhịn. Ngày hôm sau, khi có đủ vật liệu thì bố chồng đã gọi thợ đến xây luôn. Ông ta thúc giục họ xây một cách nhanh nhất, vì thế tôi lại càng nghi ngờ. Trong trận này có gì đó khuất tất. Một điều lạ nữa là dù nhà tôi và nhà bố mẹ chồng có quan hệ máu mủ như thế, nhưng ông ta nói thợ xây bịt bằng bộ rào mà không để lối đi tắt. Nói chung, giờ tôi muốn bế con sang nhà ông bà nội ấy thì phải ra cổng chính, chứ giờ coi như hai nhà tách riêng biệt. Chiều hôm ấy, chồng tôi đi làm về, thế mới nói với bố. Sao bố không nói thợ để một cửa nho nhỏ cho hai nhà thông nhau sang? Khi bố mẹ ốm đau hay có chuyện gì thì con chạy qua chạy lại cho tiện. Trời ơi, đi đường chính thì thêm mấy bước chân. Tao già rồi còn không lo, nữa là chúng mày còn khỏe. Để lối đi như vậy, dù con chó con gà sang nhà nhau phá thì lại mất lòng. Tốt nhất xây kín cho bớt va chạm thì lại tốt. Mẹ chồng tôi cũng nói. Ông buồn cười nhỉ. Tuy là hai nhà nhưng chúng ta vẫn là một gia đình, là bố mẹ với con cái. Ông xây liền riêng biệt như thế hai nhà làng xương nghị. Nhưng ông ta cương quyết không nghe mà nói rằng: mẹ con mày cứ mê tao, mất lòng trước được lòng sau. Chưa cứ chuyện vặt vãnh con gà con qué lại mất lòng nhau thì không đáng đâu. Trước thái độ cứng rắn của chồng thì mẹ chồng cũng đành nghe theo, còn chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mọi chuyện có ai ngờ như thế vẫn chưa xong, và đây mới là khởi đầu của những chuyện tinh tởm sau bố chồng tôi tự biên tự diễn. Trước thái độ cứng rắn của chồng thì mẹ chồng cũng đành nghe theo, còn chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mọi chuyện có ai ngờ như thế vẫn chưa xong, đây mới là khởi đầu của những chuyện kinh tởm do bố chồng tôi tự biên tự diễn. Đó là bên mày tường rào xây xong ba phía, chỉ còn phía bên hướng bắc là sắp danh với nhà cô Xuyến thì bố chồng tôi cho thợ nghỉ. Mẹ chồng tôi lấy cơn ghen không kiềm được mới làm toáng lên chửi chồng. Ông mục đích gì mà xây hết mọi phía lại trừ phía bên nhà con Xuyến? Ông vẫn còn tư tưởng đến nó, muốn dễ bề nể rào sang hô hí phải không? Bố chồng tôi lúc này cãi lại. Im đi, sắp hết vật liệu thì tôi cho thợ nghỉ để chờ người ta sao thêm chứ sao. Đừng có mà ghen tùng mụ quáng. Ông đừng hòng qua mất tôi, chẳng qua là tôi nhị, chứ tôi thừa biết ông vẫn qua lại với con đĩ đấy nha. Đúng là loại dê già dâm dục một tặc với nhau. Bố chồng tôi lớn tiếng quát. Bà câm mồm ngay, bà đã bắt được tôi và người ta không mảnh vải che, trai trên gái dưới chưa mà mắng người ta đĩ thoã. Dẫu có lạ thật nhưng mụ không bắt được quả tang thì không có quyền nói bừa. Mẹ chồng tôi lại gầm lên. Vậy là lão nhận rồi nha,
lão đúng là đồ khốn nạn mà. Bấy giờ, bố chồng tôi mới lộ bản chất thật. Ông ta vênh mặt lên tác với vợ. Tao thế đấy, mụ làm gì được tao? Ly hôn đi, tao để cho mụ phần đất bên kia. Mẹ con mụ tha hồ mà bên nhau đầm ấm. Mẹ chồng tôi giận hóa, lao vào đánh chồng, nhưng chỉ vả được vài cái là ông ta hất ra, rồi cầm dao bởi vợ quanh nhà. Tôi lúc ấy mới liều thân chạy sang can, thì bị bố chồng lùa ra cổng đuổi về. Cả mẹ chồng tôi cũng bị ông ta đẩy ra cổng rồi khóa cửa lại. Lúc ấy, mẹ chồng tôi sụt sịt nói với tôi: chúng ta bị lừa rồi, chúng ta mắc mưu lão khốn nạn ấy rồi. Chả biết nói sao bây giờ, tôi cũng chỉ biết khuyên mẹ chồng sang nhà mình ở tạm. Chướng thâm tâm tôi bây giờ đã biết đây là một âm mưu. Chẳng thế mà lúc làm giàu, lão hào phóng chia cho nhà tôi thêm 2 mét đất. Nhà bố chồng tôi có 17 mét đất mặt đường. Lúc bọn tôi làm nhà thì ông chia cho 5 mét luôn. Lúc sau, ông ta còn ném qua bờ rào sang sân nhà tôi những nụ cá nhân và túi quần áo của mẹ chồng. Đúng là mướn mạt hết sức. Khi Tuấn đi làm về và biết chuyện, cố giận lắm. Chồng tôi muốn sang nhà nón vài trái thì tới cổng đã bị bố khóa cổng gửi về. Chồng tôi đành lủi thủi ôm tới mặt đỏ như mặt trời về nhà an ủi mẹ. Chăng vài hôm bố hết giận lại đâu vào đấy thôi mà. Chồng tôi thì nghĩ rằng bố mẹ ở với nhau bao lâu như thế thì hết tình cũ còn nghĩa. Chắc ông ta dù có bồ cũng không thể cạn tàu sao máng đến vậy. Thế nhưng Tuấn lại coi trọng bố hắn quá rồi. Từ ngày bưởi vợ đã một tuần lễ, ông ta cố thủ ở trong nhà, không thèm nói chuyện với ai vì hàng xóm cứ khuyên ông ta làm lành rồi hỏi vợ về. Thời gian trôi qua cũng đỡ hơn một tháng, mẹ chồng thì vẫn ở nhà tôi trông cháu nội. Bà buồn lắm nhưng mà cứ luôn miệng bảo với con cái: mặc sát lão, tao ở bên này với chúng mày cũng được. Tôi biết bà nói thế cho bọn tôi an tâm thôi, nhưng cũng không dám nóng gì thêm để bà buồn tuổi. Nhất là dạo này lại nghe thiên hạ đồn cô Xuyến có bầu. Họ xì xầm to nhỏ rằng bố chồng tôi là tắt già cái bào thay đó. Tôi thì bán tín bán nghi nhưng không dám để lại với mẹ chồng. Cho tới hôm đầu tuần có phiên chợ, tôi để thằng cu ở nhà với bà nội để mua vài thứ lặt vặt thì chạm mặt nhân tình của bố chồng. Cô ta thấy tôi thì lảm đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn thấy các bụng bầu đang nhú lên tầm 3-4 tháng gì đó. Lại có bà bán thịt cười rất vô duyên hỏi tôi: ê, bố chồng mày công khai qua lại với con Xuyến rồi đấy à? Đấy, bây giờ lại sắp có đứa em chồng bé tí nha. Tôi bực mình chả thèm đáp mà phóng xe về. Chuyện này nhất định phải nói lại với mẹ chồng, bởi lẽ trước sau gì bà cũng biết. Đúng là lão bố chồng quá thâm độc, ông ta tính toán thật gọn gàng. Lần lấy nước cờ của ông ta quả là cao tay. Về đến sân, tôi dựng vội chân chống xe rồi chạy thẳng vào nhà. Mẹ chồng tưởng tôi bị làm sao còn hỏi: mẹ thằng cô bị gì mà chạy như ma đuổi thế, không khéo ngã sấp mặt bây giờ. Tôi đưa tay đỡ thằng bé cho nó bú, rồi bảo với mẹ chồng: con gặp mụ Xuyến ngoài chợ, mụ chừa mấy tháng rồi, thế con còn trúng bụi, liệu có phải... Trước câu nói lấp lửng của tôi, mẹ chồng phùng mang trợn mắt hét lên: thế gì cơ, đổ cho ma ấy còn tạo nghiệp trùng ư? Khốn nạn quá rồi, đều tám quá rồi. Thế là bà không nhịn được mà chạy ra sân, quay mặt sang nhà mà chửi chồng: lão Nam đúng mặt khốn nạn kia, chuyển đời báo tiếp cho lão biết nha. Lão lự vợ lự con để dễ bề mĩnh háng nhân tình, sẽ có ngày bị trở chu đất diệt. Rồi lão sẽ sống dở chết dở không được yên thân vì vi sang nghiệp chướng ngày hôm nay. Lão sẽ phải trả giá. Ngố chồng tôi cũng chạy ra hiên mặt chồng mông, vành mặt lên mặt chửi lại vợ: còn mụ già thối thế kia, mụ dọa bỏ tao, bây giờ tao cho mụ tại nguyện còn đòi hỏi gì nữa, mụ vẫn chưa hài lòng hay sao? Mẹ chồng tôi cũng không vừa mà nhức lại chồng: đã khốn nạn như thế rồi, trời sẽ cho quả báo. Còn đi ấy rồi cũng đẻ ra cái loại súc sinh mà thôi. Bố chồng tôi nghe vợ lôi đứa con cùng nhân tình xa đỉnh rùa thì giận đến đỉnh điểm. Ông ta nhảy bần bật như tông tươi mắc cạn mà chửi vợ: đã được mồm độc miệng như mụ sẽ bị thánh vật phêu mõm chó, mụ dám xúc phạm đứa bé còn trong bụng ư?
Thì ra, lúc ấy cả bà Xuyến cũng đang trong nhà bố mẹ chồng tôi. Bởi thế khi mẹ chồng tôi chửi con mình, nên bà Xuyến cũng tắc cái bụng bầu ra mà tham gia cuộc khẩu chiến. Bà ta vẫn bộ dù vào lứng. Này, bà già yệt, đã không ở được với nhau thì khôn hồn mà bỏ đi. Bà đừng tưởng chỉ có mình bà mới sinh con được cho ông ấy nhá. Nó cho bà hay, con trai vàng ngọc của tôi mới là đáng quý. Thằng con bà à, không bằng cái đống cất của con tôi đâu. Đừng có mà động vào nó. Đến lúc này, tôi không thể để yên mà chửi bà ta. Cô Xuyến à, cô hơn 40 rồi mới có được mụn con mà không để đức cho nó. Sống khốn nạn vô liêm sỉ như cô, bây giờ cháu mới gặp lần đầu. Nhưng cô phải nhớ là đời còn dài cô ạ. Mụ chồng tôi nhảy lên mà chửi đồng. Thì ra, mụ nghe con danh này nó xúi nhỉ? Hỏi tại sao tôi không sống được với mụ. Tôi tuyên bố từ nay không còn quan hệ với mụ và đám con cháu của mụ nữa. Ừ, tôi cũng mong lão với con bị kia để ra loại nghiệt chủng, để sau này nó trả nợ đời cho lão. Mụ chồng tôi lại điên máu quát. À, mụ vẫn mở mồm thối ra mà sủa được à? Đừng trách là tao ác với mụ. Nóng rồi, ông ta phi cây chổi sang bên rào để ném vợ, nhưng mẹ chồng tôi né được. Rồi ông ta lại phi cái xô rách sang. Lúc này mẹ chồng tôi đón lấy rồi phi lại. Đến nhà bà Xuyến lại gào mồm chửi phụ họa. Cứ thế từ cuộc khẩu chiến trở thành hôn chiến. Tôi lúc ấy đang ôm con nhỏ, đánh bất lực mà gọi điện cho chồng về. Hàng xóm thì đến ngày càng đông như là đi xem hội. Mãi tới khi Tuấn về cùng với anh công an xã đến can thiệp thì mọi chuyện mới chấm dứt. Lúc sau mẹ chồng tôi nói, ông ta khốn nạn như thế thì thôi, mẹ cũng không cần bận tâm. Mẹ cứ ở đây với con phụng dưỡng mẹ được. Không có hải sản tông hùm như mệt ba thì cũng không chết đói được đâu mà lo. Mẹ chồng tôi nước mắt lưng tròng đáp lại lời con trai. Mẹ biết là thế, nhưng ức vì lão bội bạc. Bao năm qua mẹ vì lão, để bây giờ lão đối xử như thế này đây. Tôi đồng cảm với bà và thương bà rất nhiều. Càng thương mẹ chồng bao nhiêu, tôi càng hận bố chồng khốn nạn bấy nhiêu. Nhưng như thế cũng chưa đủ để lột tả sự khốn nạn của lão bố chồng tôi. Mà cái hôm sau vụ ẩn ý ấy, lão gọi buổi đến bán mấy con gà với đàn lợn. Lần này, mẹ chồng tôi từ ngoài vườn mó sang, thế thì phi sang ngăn cản. Lúc đầu tôi cho con bú trong nhà không biết, nhưng nghe tiếng mẹ chồng tôi quát người ta. Ai cho các người bắt lợn bắt gà của tôi? Ông nàng họ chúng tôi đến mua thì chúng tôi đến bắt thôi. Lúc đấy tôi vừa gọi cho chồng tang ngủ. Anh chạy sang bên đó đi, mẹ sang bên đó lại có chuyện bây giờ. Tuấn làm tạ tên mướn tỉ được một chút mà nghe tôi hỏi vội vàng bật dậy chạy sang. Còn tôi thì bế con nhỏ nên đứng bên rào ngó sang xem. Khi ấy, bố chồng tôi lại xóa vợ. Mụ cụ về bên kia với con của mụ đi. Đây là nhà tôi, tất cả là của tôi. Tôi muốn bán cái gì là quyền của tôi. Lão cho nó ăn không? Lão nuôi nó được mấy hôm mà đòm nhận. Cám bã cũng lưng tôi gánh, tôi trồng lúa tôi cấy. Lão có cái gì mà nuôi nó? Bố đừng quá đáng quá. Công sức của mẹ con bố mút chọn dễ dàng thế à? Con người có thể không làm gì được bố, nhưng mà ông trời có mắt ta đấy. Mày tâm mồm vào, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Cút ra khỏi nhà tao. Vậy là ông tuyệt tình với mẹ con tôi, để lấy công sức bao nhiêu năm nay của tôi mới bổ không đủ hay sao? Giờ còn định đớp tất cả. Lão không sợ ra đường, mẹ ta khinh mà ném phân vào mặt lão à? Mấy người buôn cũng đưa mắt giáo sặc nhìn nhau, rồi nhìn bố chồng tôi. Một người trong nhóm lên tiếng. Có ân oán gì thì mấy người tự giải quyết với nhau đi. Thực sự, bọn tôi cũng chỉ là muốn kiếm vài đồng nuôi con, chứ không muốn dây dưa. Bố chồng tôi thấy thái độ của người mua, cũng như sự có mặt của chồng tôi thì bất lợi trong mình. Ông ta bị ruồng và thấy bí mới bất quá mà nói rằng, thôi, bán hết, chia đôi, không nói nhiều. Mẹ chồng tôi không nói gì, bởi vậy chồng tôi cũng không thể phản đối. Vậy là bọn người kia làm theo ý của bố chồng tôi. Khi cầm trong tay mấy triệu bạc về tới nhà, mẹ chồng tôi mới khóc. Tao không tiếc tiền mà ức với lão bội bạc đều giả ấy. Lão chẳng phải con người. Rồi lại một thời gian sau cái vụ chia lợn chia gà, bố chồng tôi lại sang nhà mà hất hàm hỏi. Mẹ mày đâu rồi? Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi nói vọng ra.
lão tới làm gì? Cút về tới con điếm của lão, đừng bước vào đây mà làm ô uế tới nhà này. Mụ chồng tôi cười phinh bỉ rồi ném từ giấy A4 ra bàn mà nói: mụ ghi cho tôi tờ ly hôn, tôi sẽ đi luôn, chứ mụ nghĩ gì mà tôi muốn nấn ná ở lại ghép ổ mày. Mẹ chồng tôi ngước đôi mắt long sòng sọc lên nhìn tên chồng bụi bà, khiến cho ông ta sợ mà xương người lùi lại mấy bước. Bố chồng tôi chắc cũng phải thừa hiểu câu chó càn rứt dậu nên ông ta mới có chút e dè. Còn mẹ chồng đang điên lại tiện tay có ly trà hất thẳng vào mặt của chồng mà nói: cút, lão cút may khỏi đây, không thì con già này liều mạng sống chết với lão một phen. Tôi không chết thì lão chết, khôn hồn thì biến đi. Ông ta bất ngờ bị tạt nước thì giật mình nảy cỏ cỡng lên. May cho bố chồng tôi là trà khi ấy đã nguội, chứ không thì bỏng hết mặt rồi. Thế nhưng ông ta vẫn dễ nảy mà la hét ầm ĩ: mụ điên này, mụ làm cái gì đấy hả? Tôi đã chia cho mụ đủ phần của mụ rồi, giờ mụ muốn gì? Thế là tôi đã hết tình hết nghĩa với mụ rồi đấy. Mẹ chồng tôi chạy xuống bếp, lấy con dao bầu rồi xông thẳng vào tên chồng tệ bạc mà đuổi: lão cút cho khuất mắt tôi, đừng hòng tôi cho lão phận nguyện. Đến chết tôi vẫn sẽ giày vò lão, tôi sẽ khiến lão sống cũng không yên. Tôi sợ quá, vừa đặt con nằm trong võng rồi chạy lại can mẹ chồng: ôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã, đừng manh động mà để mọi chuyện rắc rối hơn. Mẹ nghe con, bỏ ra xuống đi. Mẹ chồng tôi không những không nghe lời mà còn đẩy tôi ra: mày tránh ra, hôm nay mẹ phải quyết sống chết với lão khốn nạn bạc mẽo mày, cùng lắm thì cả hai cùng chết. Mẫu chồng tôi lần đầu thấy thái độ quá khích và hung hăng của vợ cũng sợ xanh mặt, nhưng lão vẫn cố đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn rồi mới phi ra cổng chạy thoát thân. Khi đã đứng ngoài đường rồi thấy có vẻ an tâm, ông ta lại vọng vào nhà mà nói với vợ: mụ khôn ngoan biết đường thì ký đi cho êm đẹp, bằng không không ký tôi cũng đơn phương ra tòa, vài triệu là xong ngay chứ có gì. Mẹ chồng tôi một tay vẫn cầm dao, một tay vơ tờ giấy rồi đưa dao lên chém nghiêng lịa vào tờ giấy: ký này, này thì ký này, lão vào đây tôi ký cho, cha tiền sư nhà lão khốn nạn lại vong ân phụ nghĩa, chết cũng chẳng được siêu sinh. Tôi ở cạnh đó nhìn hành động phất dao lia lịa của mẹ chồng mà run bần bật. Tôi sợ nhỡ ra bà chém vào tay thì lại khổ, mà cũng may chuyện đấy không xảy ra. Bên ngoài, bố chồng tôi thấy vợ điên loạn như thế thì chạy mất dép. Lúc sau khi mẹ chồng tôi bình tĩnh lại thì tôi hỏi bà: sao mẹ không tự giải thoát cho mình? Bố đã cạn tình cạn nghĩa như vậy, dẫu không ly hôn cố chẳng thì hòa hợp. Ai bảo mẹ muốn tái hợp với cái lão đê tiện đó? Chẳng qua là mẹ muốn gây khó dễ cho lão, cho bỏ vét, để lão ấy không yên buồn mà dễ dàng về với con biếm kia. Mẹ đã đoán biết được sớm lão tiến hành ly hôn rồi. Chẳng phải con yêu nghịch kia, mụ nó đã to ra rồi sao? Đương nhiên lão muốn thúc đẩy mẹ ly hôn để đường đường chính chính nhận làm cha của đứa bé trong giấy khai sinh. Nhưng con nghe bố nói, bố sẽ tự đơn phương ly hôn. Cuối cùng thì bố cũng sẽ đạt được mục đích đó thôi. Hà tất mẹ phải tự đầy đọa mình. Mẹ hãy quên tay người đàn ông tệ bạc ấy mà sống vui vẻ bên con cháu cũng là tốt mẹ ạ. Ý mẹ đã quyết, mục đích của mẹ chỉ là gây khó khăn cho lão ta thôi. Nếu có đút lót mà đơn phương ly hôn thì cũng đâu phải làm là được may. Thế nên ấy, lão sẽ còn mệt mỏi dài dài. Từ lúc ấy chẳng biết khuyên gì nữa nên đành im lặng. Đàn bà khi đã hận tình thì cũng thật đáng sợ. Như mẹ chồng tư vậy, từ một người vợ hết lòng yêu thương chồng con, khi bị lừa dối phản bội lại trở nên cay nghiệt với những ý nghĩ tiêu cực mà cũng chẳng thể trách bà cố trước được. Ai trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ hận tên chồng bụi bạc đến xương tủy mà thôi. Phải chăng khi vượt khỏi ranh giới sẽ lại là một thái cực phản diện? Hết yêu sẽ là hận, trái với sáng sẽ là tối, thì gia tạo hóa lại ăn bà tất cả thật hợp lý. Phải chăng chỉ là con người chọn thái cực nào? Mẹ chồng tôi đã qua hơn 50 cái xuân xanh, đương nhiên bà là người hiểu sự đời, cũng không khó để bà hiểu tên chồng đã sống 35 năm. Quả nhiên là bũ cô xuyến mày càng lớn thì bọn họ lại tàn sốt ruột. Lúc đầu hai kẻ đó ngang nhiên chơi chẽn ở cùng với nhau trong hai căn nhà, lúc ở bên này lúc ở bên kia. Xong rồi hàng xóm ra vào chỉ trò,
chắc cũng nỡ ruột nên ít ra ngoài hơn. Thế nhưng cô Xuyến vẫn chứng nào tật đấy, muốn trêu ngươi chọc tức mẹ chồng. Ngày ngày cứ canh lúc mẹ chồng tôi có việc gì hay đứng ở sân là bà ta lại uốn thế bụng bầu đi qua đi lại như xương oai giữa võ để mẹ chồng tôi tức chết. Nhưng bà ta lại coi thường mẹ chồng tôi quá rồi. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi lại chẳng tỏ thái độ gì mà nhếch mép cười khinh như không hay biết mà cũng chẳng thèm lên tiếng. Thế nhưng có lần bà ta làm quá giới hạn và vượt qua sức chịu đựng của mẹ chồng tôi. Hôm ấy, bà ta thấy mẹ tôi đang quét sân thì vác cái bụng trình ình ra hiên ngồi ở trước ghế gỗ, bụng ưỡn ra khoe, còn tay vớ ra sau lưng vỗ bùng bục. Rồi để tăng thêm le bồ đáng ghét để chọc giận mẹ chồng tôi, bà ta cất giọng eo èo gọi lão bố chồng tôi. Ông Nam đâu? Đấm lưng cho tôi, nhóc sắp chết rồi đây này. Khổ quá đi thôi, tại ông đấy. Tôi ở bên nhà còn nghe từng lợm buồn nôn. Một người đàn bà đã tới tuổi tứ tuần mà nó cất giọng ẻo lả pha lẫn chanh chua thì còn gì tinh dị hơn thế. Vậy nhưng bố chồng tôi lại cung cút hầu hạ bà ta như chó con nghe lời chủ hỏi, miệng thì nịnh hót. Đây, để tôi đấm lưng cho mình nào. Mẹ nó chịu khó vậy, còn 2 tháng nữa thôi. Tôi thương mình nhất, tôi chỉ thương 2 mẹ con mình thôi. Mẹ chồng tôi không nhịn được, mới nói một câu bâng quơ. Rõ là một lũ không biết dơ. Chỉ chờ có thế, cô Xuyến nể sự ngược lên chửi lại bà. Bà muốn gì, bà cạnh khóe gì? Ai đều có phần riêng hết rồi, bà còn muốn sinh sự thế sao? Còn đĩ đầm mặt sắt không có liêm sỉ kia, mồm bà nói, mày cấm được cả. Xét về mặt pháp luật, thì mày đang ở với chồng bà đấy. Đừng có chọc vào móc chó của bà. Bà mà nhìn lên thì bà xé mày ra chén cho chó nhai đấy. Tướng xúc sinh 2 người, con chó nó sống còn tử tế hơn mày. Bố chồng tôi bênh nhân tình mà quát vợ. Mụ kia, ai đọc đến mụ mà mụ sinh chuyện. Đã nói ly hôn cho sức khoát đi, mụ còn níu chân tôi không buông làm gì. Rồi tức tống thì kiếm chuyện. Tao cứ thế đấy, lão làm gì được tôi. Tôi sẽ quyết không để lão dễ dàng đạt được mục đích mà toại nguyện đâu. Vậy là cuộc khẩu chiến giữa 3 người lại bắt đầu. Hàng xóm cũng chẳng còn hứng thú hóng hớt nên cũng ít người từng xem. Còn tôi cũng chẳng thể căn ngăn được. Cứ thế bố mẹ chồng tôi chửi qua chửi lại. Bà Xuyến ngồi nghe ra điều tiếc thú, rồi thỉnh thoảng bà ta thêm vài câu châm chọc hay tích bác người tình để thể hiện vị thế của mình. Nhưng đây là chuyện của 1 tháng trước. Còn hôm nay, 2 kẻ khốn kiếp ấy đến nhà tôi lại tỏ ra yếu thế như chuột con bị nhào vồ. Mẹ chồng tôi thấy 2 kẻ đó tới cửa đã bung chổi loạn nhà mà đuổi. Út ngay hỏi đây, bà mà được cho thì có đứa chạy không kịp đấy nhá. Bố chồng tôi lại vác xin. Kìa bà bình tĩnh đã. Tôi phải Xuyến sang đây, có chuyện muốn thương lượng. Bà đừng giận quá mà nóng mất khôn. Mẹ chồng tôi nghe chồng nói thì càng vung chổi mạnh hơn. Bà vừa như không nghe thấy gì. Bà cứ nhậm chân của 2 kẻ đó mà đẩy chổi vào. Còn bố chồng tôi và người tình thì dần lùi lại. Đến khi bị dồn ra tận cửa, ông ta nắm chặt tay chổi để giữ tay mẹ chồng tôi mà nói tiếp. Bà đừng quá khích thế. Tôi sang đây là có thiện chí, muốn giải quyết dứt điểm khúc mắc giữa chúng ta. Bà đừng có mà manh động không có lợi đâu. Mẹ chồng tôi bây giờ mới đáp lại. Lão nói tẹt ra, muốn gì ở con già này. Nói trước tôi không ngu nữa đâu. Lão đều cáng quá mà. Bố chồng tôi lúc này lại xuống nước với thái độ tử tế dù rất giả tạo. Trước hết là tôi dẫn Xuyến sang đây để tạ tội với bà. Chúng tôi biết đã làm điều quá đáng với bà và các con. Không mong bà tha thứ, chỉ mong bà hiểu. Mẹ chồng tôi lại nhếch mép cười đều. Các người tự nhận lỗi nha. Thật là nực cười, khó tin nhưng mặt trời mọc đằng Tây. Bà Xuyến lại sử giọng nịnh thối, tưởng như chó mự. Kìa chị cho tôi vào ông ấy nói vẻ lường đã. Chị đừng con nong. Mẹ chồng tôi đưa mắt sang phía bà ta lường một cái rồi quát. Cầm mồm, mày không có tư cách lên tiếng ở đây. Bố chồng tôi sợ chuyện thêm rắc rối, vội kéo tay nhân tình vào ghế nhà tôi ngồi tự nhiên. Rồi ông ta nói với mẹ tôi. Thôi nào, vào đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.
Tôi thực sự là có thiện chí hòa giải đấy. Mẹ chồng tôi không đáp mà lặng lẽ vào bàn ngồi xuống phía đối diện. Còn tôi đi pha trà rót nước mời bố mẹ chồng, nhưng chẳng thèm rót cho bà Xuyến. Bố chồng tôi thì tôi nể ông ta là người sinh ra chồng tôi, chứ bà Xuyến có uống nước tiểu của con tôi cũng chẳng xứng. Mẹ chồng tự hỏi, Lão muốn gì thì vào thẳng vấn đề chính đi, khỏi xạo trước đóng sau. Tôi nghe mà bẩn tai quá rồi đấy, không chịu nổi. Bố chồng tôi đưa ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà nói, tôi và Xuyến bấy lâu nay gây ra những chuyện ngược đời là do tôi sai, tôi có lỗi với bà và các con. Nhưng sự đã rồi, tôi và bà đã hết duyên, co sàng buộc với nhau cũng không được, nên tôi muốn bà đồng ý ly hôn để tác thành cho chúng tôi. Đây là 30 triệu tôi mang sang, nó không đủ đền bù cho bà, nhưng cũng là để đủ cho bà ổn định cuộc sống. Bố chồng tôi nói rồi đặt cọc tiền lên bàn. Tôi tưởng mẹ chồng sẽ giận mà làm ra những hành động như mọi lần. Ấy không, bà bình thản nói. Lão đã nói thế thì tôi cũng thành thật đáp lại với lão. Tôi hận lão đến thấu xương, chứ còn tiếc xót gì. 30 triệu để trả lại tự do cho lão là quá hời. Thế nhưng so với tổn thương của tôi mà lão gây ra, thì đúng là không thấm vào đâu. Bây giờ thế này, lão tách sổ đỏ mang tên vợ chồng thằng Tuấn và chia cho nó 3 mét đất nữa. Tôi có phần thì con tôi cũng phải có phần. Giờ tôi ở cùng vợ chồng chúng nó thì chúng nó quản tất. Điều kiện chỉ thế thôi. Tôi thì bất ngờ há hốc miệng. Bố chồng tôi cũng sốc đến đơ người. Còn bà Xuyến thì không nhịn được nữa mà nổi khủng lên. Bà điên à? Sao bà tham thế? 7 mét đất với 30 triệu đồng vẫn không đủ ư? Bà biết bây giờ 1 mét đất bao nhiêu tiền không? Hồn thế, ai chơi với bà? Mẹ chồng tôi ở thế chủ động, chỉ thẳng tay vào mặt nhân tình rồi quát. Còn đĩ tia, ai cho mẹ tích quyền lên tiếng ở đây? Mày giữ mồm, sau này mà su con, chứ tao mà đập vệ xăng lại không hết ra hơi. Bị mẹ chồng tôi dọa, bà ta cơn nức sau lưng bố chồng tôi làm ý cần bảo vệ. Bố chồng tôi may lập tức đáp lại. Bà bình tĩnh đã, đừng nóng, nhưng 10 mét đất là hơi nhiều. Sau này tôi còn cho em thằng Tuấn nữa. Đấy là việc của lão, từ mặc xác lão. Chẳng phải lão vẫn còn 7 mét đất nữa hay sao? Hơn nữa, con kia có 10 mấy mét, chồng nó để lại cơ mà. Lão lọ gì? Mẹ chồng tôi đáp lại sừng sưng. Ngẫm nghĩ một lúc, bố chồng tôi trả lời. Được, tôi đồng ý với bà. Mẹ chồng tôi lại ra lệnh. Ngày mai, lão gọi thợ về đập bức tường ra và nướng ra 3 mét nữa. Sau đó, mang sổ đỏ đi sang tên. Khi ấy hãy mang đơn đến đây, tôi sẽ ký. Bố chồng tôi gật đầu mà không nói gì. Ông ta nhìn con tôi như muốn cưng nựng nó. Thế là tôi bế con vào luôn. Lại ông nội như ông ta đâu có xứng. Sau đó bố tôi kéo nhân tình về. Bà Xuyến thì ngú nguẩy có vẻ không hài lòng. Khi chồng tôi đi làm về, tôi kể lại chuyện. Tuấn có ý trách mẹ rằng không cần đòi thứ gì của ông ta, coi như khinh mà không thèm dê đến. Nhưng chính mẹ chồng tôi nóng với con trai, ta nợ phần của mình còn hơn để lão cho mẹ con nhà kia. Từ hôm sang thương lượng với mẹ chồng tôi thì bố chồng tôi và nhân tình án binh bất động. Họ không dám trêu tức mẹ chồng tôi nữa. Thời gian sau, ông ta cũng tiến hành xây lại bờ rào và tách sổ sạc tên cho vợ chồng tôi 10 mét đất. Mẹ chồng tôi giữ đứng lửa hướng là ký giấy ly hôn cho ông ta. Và cũng chỉ ít lâu sau bà Xuyến đẻ. Thế nhưng thằng bé dường như gánh nghiệp trong mẹ nó. Có một người hàng xóm nói với tôi, mày biết gì chưa? Tôi ngơ ngác không hiểu. Người này lại nói tiếp, nghe họ hàng nhà bà Xuyến đi thăm về kể lại, thằng bé ấy đẻ ra bị tim bẩm sinh, người ngược bé tí, xà đèn tính tán. Đúng là quả báo cho hai kẻ đó. Tôi có chút giật mình nhưng nói với người ta, trẻ con nó không có tội, xin bác đừng nói thế. Tội là bố mẹ nó có tội thì họ tự gánh lấy. Từ khi biết đứa em chồng bất đắc dĩ bị bệnh hiểm nghèo, tôi không biết nên buồn hay nên vui. Duy chỉ mẹ chồng là không bao giờ nhắc đến hai tệ đó và những chuyện liên quan đến bọn họ nữa. Thời gian sau, tôi nghe đồn thằng bé con nhà bà Xuyên muốn sống thì phải phẫu thuật gì đó, chắc hết cũng khá khá. Bọn họ đang chờ thằng bé sức khỏe ổn định.
tầm 6 tháng sẽ đưa nó ra nước ngoài chữa chạy. Rồi một hôm, bố chồng lại sang nhà tôi. Lần này ông ta không tìm mẹ chồng mà đến nhà muốn nói chuyện với chồng tôi. Ông ta nói như van xin. Vấn nà, con có thể giúp bố cứu em con được không? Thằng bé, nó không có tội gì cả. Bố xin con nghĩ đến máu mủ ruột già mà cho nó cơ hội sống. Ý bố là thằng bé bị tim bẩm sinh, phải có hơn 100 triệu lì phẫu thuật thì mới sống được. Số tiền lần trước bố đưa có còn không? Con đưa lại cho bố. Con có thêm gì giúp bố, sau này nhất định bố sẽ trả. Tuấn còn đang phân vân lưỡng lự thì mẹ chồng tôi từ bếp lên mà nói. Lão Liên à, sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu. Lão và ả vẫn còn nhà còn đất cương mà. Sao không mặt dày sang đây xin giúp đỡ? Lão xem thế có được không? Chồng tôi can mẹ lại. Mẹ bình tĩnh, để con tính xem đã nào. Bố chồng tôi nghe tình hình có vẻ bất lợi thì lật mặt ngay. Ông ta mắng mỏ con trai thậm tệ. Tao xem lòng dạ chúng mày thế nào thôi, chứ tao không cần chúng mày bố thí. Mày cứ ôm tiền đấy. Còn tao, tao nhất định sẽ tìm cách cứu chữa, dù là bán hết nhà, hết đất. Chúng mày đã vừa lòng chưa? Ông ta nói dứt câu thì đùng bùng bỏ về, nhưng ta đến cửa lại chửi tiếp với những từ ngữ tục tĩu. Khi bố đã về rồi thì lúc sau chồng tôi mới nói với mẹ. Đúng là bố với cô Xuyến thật là quá đáng, nhưng thằng bé không có lỗi, dù gì cũng là em con. Con nghĩ cũ thấy tội, hay là con nâng 30 triệu kia sang ngư cho bố. Nhà mình hiện tại cũng chưa có việc gì cần đến. Mẹ chồng tôi phản đối luôn, bà không thể hiện một chút lưu tình. Mẹ nói rồi, không là không. Lão ấy và con đêm đó vẫn xoay sở được, mà không thấy bọn chúng còn đất bao la đấy hay sao? Với lại mẹ không tin thằng bé đó là ọt của lão. Sao mẹ nói thế? Đấy chỉ là linh cảm, nhưng linh cảm của mẹ ít khi sai lắm. Mẹ cứ chờ mà xem. Đời này còn dài lắm con ạ. Mày biết không, từ xưa chú Liền chồng cũ bà Xuyến đã biết mình không có khả năng sinh con nên mới lấy con Xuyến. Con này à, nghe người ta nói gia đình làm mỹ nên trai làng không ai thèm. Xong rồi vớ được chú Liền như lấy nhau. Vài cái chú Liền bạc mệnh mất sớm. Một con đàn bà đã từng có quá khứ làm lơ như con Xuyến thì chắc gì chỉ ngủ với mình mố mày. Nên mẹ không tin. Có khi con nó của ai, nó cũng chẳng biết. Nhưng mà bố mày ngu mới bị nó tóm ấy chứ. Chồng tôi nghe thế thì im lặng không nói gì nữa. Cũng từ khi nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi lại hay để ý đứa em chồng bất đắc dĩ. Mỗi lần bà Xuyến hay bố chồng tôi bế nó ở nhà bên kia, thì tôi đều liếc mắt sang ngó nó. Đúng là thằng bé chẳng có điểm gì giống bố chồng tôi mà giống nặc mẹ nó. Nếu thế thì cụ thật khó để nói. Chỉ thương thằng bé quắt queo như con mèo hen, nghe chừng hợ cũng rất mệt mỏi rồi. Một hôm tôi nghe bên nhà có tiếng bố chồng nói với vợ mớ. Mình tính lo chạy tiền nong ở đâu để đưa con đi mổ tay, chứ tôi chẳng biết tính làm sao nữa. Giọng bà Xuyến the thế nhức móc ông ta, chứ chẳng mặc nào như trước. Có thế nào nữa, ông tự dưng nếu không tiền cho chúng nó, bây giờ ông tự lo. Hay là con tôi có mệnh hệ gì ông cũng chẳng thèm lo. Nhất nhất tê gì cũng cho thằng lớn, còn thằng bé, ông lại cho nó được tê gì. Rồi tiếng bố chồng tôi phân vua. Chẳng phải khớp đấy, tôi và mình đã thống nhất như thế rồi sao? Chỉ là giờ thằng Tuấn nó mẹ vợ, với mụ già không chịu trả lại tiền. Mẹ kiếp, quần cạn tình cạn nghĩa thế là cùng. Bà Xuyến đáp lại rất chanh chua. Đấy nha, chúng nó như thế thì mình khỏi phải áy náy. Lòng vả cũng như lòng sung mà thôi. Thế mà vả lại cứ chê sung chát. Rõ là tham mà lại nói người ta. Mũ chồng tôi nói tiếp. Thế còn thằng cu, tháng sau có lịch mổ rồi, mình định tính ra làm sao. Chi phí mổ đã hơn 100 triệu, chưa tể ăn uống đi lại. Tổ đất thủ đô đắt đỏ, muốn cho nó sang nước ngoài thì giờ không gánh nổi. Mà Xuyến đáp lại rất quả quyết. Thì bán đất bên này đi, ông về hẳn bên kia với tôi. Đất bên này bán cũng dư tiền, phần còn lại gửi tiết kiệm sau này cho con. Chứ ông già rồi không làm gì ra tiền thì sau này con tôi sống bằng cái gì? Bố chồng tôi có vẻ lưỡng lự mà trả lời. Nhưng đây là đất bố mẹ tôi để lại, mà sau này lên giá
cứ bán đi để sau chẳng giữ được toát đâu à? Hay ông để con tôi chết phải không? Ông ác với cả mẹ con tôi thế à? Vậy thì tôi tự lo cho con tôi. Ông chạy ra mà quỳ gối, xin lỗi bà già ấy với cả thằng con lớn mà quay về. Bố chồng tôi biết chẳng còn đường lui nên đành dỗ dành vợ mới. Thôi mà, mình đừng giận, nó là khúc ruột của tôi cơ mà. Từng nghe mình hết, thấy được chưa? Thế là hôm sau, ngoài cổng bên nhà bố chồng tôi có treo biển bán cả nhà và đất với giá 3 tỷ. Nghe đâu cũng nhiều người ở khắp các xã đến hỏi. Cuối cùng thì bố chồng tôi chốt giá 2,7 tỷ. Mẹ chồng tôi biết chuyện cũng chẳng nói gì mà chỉ thở dài thườn thượt. Mẹ chóc cũng xót công lao vun đắp lắm, đến cả chồng tôi thời gian ấy cũng buồn. Thỉnh thoảng Tuấn cứ đứng bên nhà mình nhìn xăm tăm chiêu, giá bố chồng tôi an phận hưởng phúc từ già thì đâu san nông nỗn. Lẽ ra giờ này ông được an nhàn bên con cháu thì giờ phải lo con mọn mà bán hết cả đất đai của tổ tiên. Sau khi bán cả nhà và đất thì bố chồng tôi sang ở hẳn tới nhà bà Xuyên. Ông ta bấy giờ chẳng còn thời gian mà đi đánh cờ, bốc phét hay xung bùi uống trà, mà phải ngày này trông con và làm việc nhà. Nghĩ tới cảnh ông già đầu sắp bạc hết, phải giặt từng cái quần bẩn của con, phải nghe lời nhức mốc của vợ thì cũng thật tội nghiệp. Nhưng tất cả cũng là do ông ta tự chuốc lấy. Bây giờ thân chó chui gầm chạt, không chịu cảnh tấy cũng chẳng có nơi nào để đi. Thời gian sau, thằng bé con của bà Xuyến cũng được đưa đi mổ tim. Cũng may cho nó, cuộc phẫu thuật được diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi tính dưỡng cho hồi phục thì nó được cho về. Khi con trai hoàn toàn khỏe mạnh, không còn chút nguy hiểm, thì bà Xuyến mới chính thức lật mặt với bố chồng tôi. Càng ngày chỉ cần bà ta không vừa ý là lôi ông ra mắng nhức như con tử. Từ một gã lười làm tham ăn, bố chồng tôi bây giờ ra đồng quá trưa chẳng dám về. Khi chưa làm xong tiệc bà ta sao thì miếng ăn cũng khó nuốt. Mỗi lần thấy bố chồng đi qua nhà, cứ nhìn vào ngó chóng nguội, thấy ông ta hốc hác tiểu tụy, tôi lại có phần thương xót. Có hôm giữa trưa, ở bên nhà nghe tiếng bà Xuyến rất ầm ĩ, tính tò mò tôi ra bờ dòng ngó, thì thấy bố chồng chạy ra ngoài với cái đầu ướt sũng, trên tóc những hạt gạo còn mắc trên đó như tuyết. Rồi tiếng bà Xuyến trong nhà chửi vọng ra. Cái lão già lẩm tẩm, gạo đấy lão ngút được không mà để tôi ăn? Đến nóng đồ cơm cũng không xong thì ông làm được tiết gì hả? Định bám hán con này nhỉ? Bố chồng tôi chắc ức chế đã lâu nên cãi lại vợ. Bà quá đáng nó vừa thôi. Tôi quên bật nút thì sợ bật. Sao bà ác thế? Ngô nhậu hôm nay là nước nóng thì tôi bị bỏng, chắc bà vui. Bên trong nhà tiếng bà Xuyến vẫn mắng ra xà. Ông có chết thì cũng chẳng quan tâm. Còn được có bố là lão già như ông, thật là vô sự. Ông làm được gì để nuôi nó? Ông nói xem nào. Ông kiếm được mấy đồng bỉm sữa cho nó rồi? Bố chồng tôi không cãi nữa mà rũ tóc cho gạo dưa xuống. Tôi cũng thừa sức đoán được ra chuyện. Trong nhà tiếng mà Xuyến chửi rủa vẫn không dứt. Chuyện lên tới đỉnh điểm khi bà ta chửi rủa cả ông bà nội chồng rằng năm xưa bố mẹ ông thật vô phúc mới sinh ra lại vô sự như ông. Thật là chiếc quách đi cho rồi. Bố chồng tôi không nhịn được nữa mà cãi lại. Bà câm mồm, tôi nhịn nhục bà quá nhiều rồi. Đừng có được đà lân tới. Chẳng phải vì bà cũng quyến rũ mà tôi mới cặp với bà để có đứa con. Cũng vì đứa con này, tôi đánh đổi cả gia đình và tất cả những gì tôi có. Bà không những không cảm thích mà còn ngày càng khinh thường tôi sao? Bà Xuyến đáp lại chẳng chút e sợ. Rồi ép ông ngủ với tôi à? Chẳng phải tự ông vạch rào nhảy sang đây à? Tôi đâu có hiếp ông. Ông không có khả năng nuôi con mà bắt tôi tính trọng ông. Nghe nó cười quá, ông nam mà. Tại ông ngu, ông phải chịu. Mọi chuyện là do ông tự quyết định. Bố chồng tôi tức quá định xông vào đánh vợ thì bà Xuyến hét to. Ơi dân làng ơi, lão nam mới giết tôi. Ơi dân làng ơi. Thế nhưng dân làng ai cũng ghét họ, chẳng ai đến. Mà khi hai người ấy rủ nhau từ trong nhà ra sân, tôi lại thấy bà Xuyến giật tóc mũ chồng tôi lôi như trâu. Tay còn lại thì cứ cào cấu vào mặt ông ta, nhưng miệng thì vẫn la hét cầu cứu như lợn bị chọc tiết. Sau vụ cãi nhau ầm ĩ ấy
thì bố chồng tôi với vợ mới còn nhiều vụ như thế nữa. Chỉ là những việc vặt vãnh chả đáng gì, cố đủ để bà Xuyến nổi trận liên mà xị và bố chồng tôi thâm tị. Thế là nhà bên ấy cứ như phường trèo. Bố chồng tôi giờ trở nên nhu nhược vô cùng, bởi bấy lâu nay đã bị vợ đè đầu cưỡi cổ thành quen. Ông ta trở nên đáng thương như con sói giữa đồi tuyết trắng. Mẹ xưa quay về bao nhiêu, bây giờ tàn tạ bấy nhiêu, thật khiến cho người ta đôi phần xót xa người đàn ông ấy. Rồi từ khi cái kim trong bọc lâu mày cũng lào xa, một bà hàng xóm nhiều chuyện nõng với tôi. Mày biết gì chưa? Hôm qua có một tên cỡ chừng 40 tuổi đến tận nhà tìm Mụ Xuyến. Thế bảo giống thằng bé con Mụ Xuyến đi xì lổ. Có khi nha, ông Nam bị lừa lổ vỏ. Cái này cháu không rõ đâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô là người đầu tiên nói với cháu chuyện này đấy. Bà ta lại mướn lời cho tôi. Này, cố gắng thật nha. Nhà mày phải điều tra cho rõ vụ này. Nếu con Xuyến nó lừa đảo bố chồng mày thì chúng mày phải cho nó một trận, dù phải đòi lại những gì đã mất. Không thể để yên như thế được. Dẫu ông Nam có sai cũng là bị Mụ Xuyến lừa, thế nên chúng mày có quyền thay ông ấy đòi lại công bằng. Còn sau này phải trái đúng sai thì bố con trong nhà tự mà nói với nhau, không đâu bằng mộng mụ cả. Lòng bàn tay, mu bàn tay, chỗ nào đứt cũng chả thấy đau chứ. Chúng mày cứ để ông ấy sống trong mê muội thì vừa khổ nhục mà chúng mày cũng sống không phải đạo. Dù sao ông ấy cũng là bố chồng mày, là người sinh ra thần Tuấn, sống phải nhớ gốc gác cội nguồn. Đáp lại những lời thao thao bất tuyệt của cô hàng xóm giàn dài, tôi chỉ cười trừ. Chắc người này cũng chán chả buồn nói nữa mà đi. Cũng chẳng phải tôi khinh khi người ta, nhưng trong hoàn cảnh mày tôi đâu thể nói gì. Câu chuyện bàn xa tán vào cũng chỉ là thấy bảo mà dân làng chuẩn bị với nhau. Không lẽ bây giờ mụ chồng đã nhận con thì lại khăng khăng nói với ông ấy rằng thằng bé không phải con ông đâu. Có khi ông ấy chẳng nghe mà lẹp mổ sao vào mặt cho ấy chứ. Thói đời đổi trắng thay đen, mọi chuyện hôm nay có sai lầm cũng là do bố chồng tôi tự chuốc lấy. Mọi dằn vặt hổ đau ông ấy phải chịu đựng là hậu quả của việc bội bạc khi xưa. Như thế thì đâu thể trách ai được. Dù tôi có xót xa cũng chỉ là chút thương cảm mà thôi. Mà tôi nghĩ nếu ông ấy biết nhận con nó tô hú thì chắc sốc mà chết mất. Thế nên thà cứ để mọi chuyện tự nhiên, bởi nó cũng đã đến lúc mày rồi. Có nhiều sự thật thà không biết thì vẫn hơn. Chuyện này tôi cũng có nói với chồng thì Tuấn bảo, mặc kệ ông ấy, sợ sống chẳng được bao lâu, thà ông ấy sống cả đời trong ảo tưởng còn hơn chết thì biết sự thật phũ phàng. Bởi lẽ chẳng thằng đàn ông nào dễ dàng chấp nhận một sự thật nó kinh khủng như thế tạt đâu. Đến mẹ chồng tôi cũng nói, cứ để lãng mù ngơ không biết gì mà sống đến hết đời đi, cũng là việc làm đạo đức cuối cùng, coi như ân huệ cho lãng rồi. Thì giờ có làm to chuyện cũng chẳng ai được gì, thôi thì coi như là ý trời. Tôi cũng coi như là phải thế, dù sao ông ấy cũng sắp hết đời người rồi, để ông ấy sống không bằng chết cũng là quá tàn nhẫn. Thế dù cái ngày chẳng ai mong muốn ấy cũng đến, chắc bà Xuyến cũng không ngờ mọi chuyện lại đổ bể như vậy. Nhưng cái phần xác thịt bên trong cơ thể Hồ Xuân lại chẳng chịu ngoan ngoãn. Vậy là bà ta tranh thủ lúc chồng đi vắng để gọi người đàn ông đó về nhà, khi mà hai kẻ đó còn đang mây mưa chưa dứt cơn hoan lạc thì bố chồng tôi về. Cũng chẳng hiểu rõ số trời ru rủi làm sao mà đúng hôm đó ông ấy đang làm bờ thì cũng bị vệ gia làm đôi. Ông ta mang guốc về sửa, bắt được vợ đang lõa lồ không mảnh vải che thân trên người mà quân lấy kẻ khác. Bố chồng tôi cầm lấy cái guốc vệ cán xông vào đô san tình mà chút giận. Nhưng ông ấy đã già yếu rồi, làm sao mà dồn theo được gã kia. Lúc đầu gã còn chạy, chứ tới khi bà Xuyến giữ bố chồng tốt lại thì gã ta cũng chẳng sợ mà ung dung ngồi trên ghế. Ông ấy giận quá, gào như đứt hơi. Con đàn bà khốn nạn, mày dẫn trai về nhà mà hú hí ư? Tao nhịn mày quá nhiều rồi, xin hôm nay tao thả chết cũng sẽ không để mày yên. Bà Xuyến chẳng sợ chồng mà đáp lại, thế ông định làm gì tôi? Ông không đáp ứng nổi thì tôi tìm nơi để giải quyết chứ. Ông xả hòm hèm như thế chẳng làm ăn được gì. Lẽ nào ông bắt tôi ăn chay cùng à? Tôi nha, còn thèm thịt lắm,
Bố chồng tôi gào khản cổ: "Mày thật khốn nạn, rủ để mày sẽ không được yên thân." Gã đàn ông kia còn thêm lời chọc giận: "Lão già khu đến rồi, không nhấc cần được nữa thì ghen à? Thôi, chịu khó mà nắm vậy, có gì mà tức? Chẳng phải lão đã hưởng được những sự sung sướng ấy mấy năm rồi hay sao?" Bố chồng tôi quát hắn: "Thằng kia, mày còn dám ở đó bỡn cợt ông à? Ông quyết sống chết đi mày." Nó dứt câu, bố chồng tôi lại định xông vào bánh gã đó, nhưng lần này ông ấy bị bà Xuyến đẩy ngã chồng vó ra nền nhà. Ông ấy lụt thuộc bỏ dậy mà uất hận quá lại chửi đầm: "Mày còn bênh nó ư? Mày lăng loàng còn bênh nhân tình bắt nạt chồng à?" Mụ Xuyến tát lại không hề ngượng ngùng: "Ừ, tôi là thế đấy, mà lão có khác gì tôi, đừng có lên mặt dạy đời. Lão nhớ lại đi, chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi." Gã kia còn buông lời mỉa mai: "Kìa lão già, lão ăn phận mà chấp nhận tuổi già, không việc gì kích động như thế. Già rồi lo giữ sức mà thở." Bố chồng tôi lại xông đến gã ta, nhưng bị gã nắm cổ tay rồi đẩy ra mà ngã nằm chồng vó ở góc phòng. Bà Xuyến không những không đỡ ông ấy dậy mà còn nói những lời không nên nói: "Ông bình tĩnh nào, người ta định thăm con thôi mà, có gì mà phải cuống lên?" Bố chồng tôi trợn mắt hỏi lại: "Tè gì, mày nói gì?" Biết lỡ lời, bà Xuyến vội chống chế: "Ờ không, tôi nói ông bình tĩnh, cứ làm ầm ĩ hàng xóm người ta cười cho, chuyện cũ đã thịnh rồi." Bà Xuyến nói thế nhưng gã kia lại nói ra sự thật tày trời. Gã tiến đến xách cổ bố chồng tôi lên mang mặt rồi nói với lão: "Nói thật cho lão biết, thằng bé là con của tôi. Tôi và Xuyến qua lại lâu rồi, chẳng qua lúc ấy con vợ tôi nó chưa chết nên nó không cho nhận con, bởi thế mới nhờ lão nhận thay. Dù sao cũng cảm ơn lão bấy lâu nay tận tình vì con trai tôi." Bố chồng tôi bị tiếp động mà hét lớn: "Lũ khốn kiếp, lũ bất nhân!" Mụ Xuyến bịa giờ mới nói: "Hồi, ông biết rồi cũng tốt, đỡ phải giấu giếm. Chuyện đã thế rồi cũng chẳng thay đổi được. Ông có quay về với bọn nó thì cũng chẳng được chấp nhận đâu. Chỉ bằng cứ ngoan ngoãn mà ở đây. Ông chỉ cần yêu thương thằng bé thì vẫn là chồng tôi. Chúng ta vẫn sống với nhau đến cuối đời." Bố chồng tôi giận quá mà lên cơn nổi móng cơ tim. Dĩ nhiên việc ấy tôi không chứng kiến mà nghe hàng xóm nói lại, chứ lúc bố chồng cấp cứu mới có người báo cho bọn tôi. Bởi vì khi nằm trong viện, ông bấy đã nhờ người nhắn xin vợ chồng tôi và mẹ chồng đến, nhưng chỉ tôi và Tuấn Định thôi, còn mẹ chồng tôi vẫn cương quyết, nói rằng tới chết cũng không tha thứ, sẽ không bao giờ nhìn mặt kẻ bội bạc. Sau khi gặp bọn tôi, ông ấy xin lỗi và nói căn giúp lương tâm nhiều lắm. Ông ấy xin bọn tôi tha thứ. Trăng chú xong, ông ra đi nhưng không nhắm mắt. Tuấn quyết định đưa bố về lo hậu sự. Mẹ chồng tôi lặng lẽ khóc nhưng chẳng chịu nhận tang chồng. Còn bà Xuyến đang bù lô bù loa khóc do bị hàng xóm mắng chửi nhiều quá mà sống hổ. Thế là bà ta cũng lần mất luôn. Hơn một năm sau, bà Xuyến quay lại giao bán nhà, nhưng sau đó nghe đâu cũng bị lừa mất trắng, nên bà ta phát điên, chỉ đứa bé là không biết nó ở đâu. Người nói nó ở với bố, lại có người nói bà Xuyến bị bồ đá, nên đưa con lại cho người họ hàng nuôi. Vậy mới nói, ở đời nhân quả bao ứng, chỉ là đủ duyên đủ nghiệp sẽ đến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.